chương một cá ướp muối cùng mèo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com một cái cự đại mộng cảnh kết thúc tại từ đỉnh đầu rầm rầm phủ xuống bùn đất đi lên nhìn có thể nhìn thấy một đám thân hình mơ hồ người dùng cái xẻng không ngừng suốt bùn đất còn giống như có một cái nam nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng thấy không rõ mặt mày nhưng thanh âm lạ thường rõ ràng ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi bộ dáng mặt thổ thổ ở nông thôn quần áo dáng dấp không thế nào đẹp mắt thổ bất lạp kỹ nhưng con mắt của ngươi xinh đẹp ta lập tức liền bị ngươi hấp dẫn trong hố nữ nhân là đẹp cũng không phải quá phận kinh diễm vẻ đẹp nàng có một loại ý vị phong tình không đứng đắn nhưng lại tỏ ra bảo thủ uyển chuyển xem xét cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân lại nói không nên lời chỗ nào xấu thông tục điểm chính là tâm cơ sâu sẽ trang nàng ngẩng đầu nhìn hắn chuyện này a à, lúc ấy cùng hiện tại ta đều là một cái cảm giác hắn cười ngươi nói nàng cũng cười cảm giác cứt chó dội miệng bên trong hắn khí định thần nhàn có thế cái này cứt chó ngươi nuốt xuống hơn nữa còn nuốt rất nhiều lần một câu hai ý nghĩa đã mập mờ lại ác ý nói thật giống như ngươi rất đắc ý không đắc ý chỉ là đáng tiếc dù sao cũng là ngủ nhiều năm như vậy nữ nhân bị chôn sống cảm giác chỉ sợ không được tốt cho lắm còn có một chút đau lòng không chút kiên kỵ vũ nhục tất nhiên phải có điều đánh trả kinh tế tội viết ra từng điều xuống tới ta đều nói không rõ thị trường chứng khoán sụp đổ tài sản nước ngoài bị đông cứng trong tay nhuộm máu của bao nhiêu người trong lòng ngươi rõ ràng lệnh điều tra đã xuống tới Ngươi bây giờ chính là mua tấm vé xe chúng ta nông thôn loại kia thổ xe buýt cũng không quá dễ dàng đi. Người trèo càng cao, ngã xuống liền càng đau. Nàng nói đến nhẹ nhàng, lại làm cho xúc đất người đều dừng động tác. Vì cái gì chôn sống nàng đâu. Hắn phun vòng khói thuốc, đọc nhấn từng chữ rõ ràng đến mắng một câu, tần ngư, ngươi chính là gái điếm. Đầu ngón tay tàn thuốc ném, tàn lửa rơi vào trên mặt nàng, nóng bỏng lửa đốt, hòa với bùn đất ngạc thở vẫn còn có hắn phẫn nộ sau tiếng cười nhưng ngươi cũng quá ngây thơ có nhiều thứ sấm to mưa nhỏ không tại vòng tròn bên trong nắm giữ qua quy tắc người tự cho là đúng đùa bẩn quy tắc sẽ chỉ làm chính mình tỏ ra buồn cười lại thật đáng buồn thật giống như ngươi bây giờ hắn ngồi xổm người xuống giống như là cái ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ nhìn xem trong nước cá bơi dết thời gian ngang bướng thiếu niên bằng chứng không như núi nghi tội chưa từng bắt không được ta cái này bày đến lại lớn cũng vô dụng, bất quá ngươi đoán chừng cũng không có cơ hội gì thấy được. Nàng đích xác không thấy được, bởi vì cuối cùng một mảng lớn đất phủ xuống tới. Một vùng tăm tối. Trúc nội thôn đi về phía đông ba dặm mới có thôn vệ sinh chỗ, vẫn là mấy cái thôn độc nhất nhà, khi tuyết trắng rèm ly nằm trên giường thiếu nữ mở mắt ra thời điểm, không người biết, có thế rất nhiều người thế giới đều một nháy mắt thay đổi. Bởi vì vừa vặn bị cúp điện trời thu chạng vạn tối tầm nhìn đã không cao, bóng đèn tóc sáng ngời, trong phòng liền tối hơn phân nửa, trúc nội thôn nổi danh ngốc phiền phức tần viễn mới phát hiện nữ nhi của mình tỉnh, hắn lập tức đứng lên, nguyên bản chất phát trên mặt có động dung, nhưng vẫn như cũ không quá biết nói chuyện, chỉ có khô cằn một câu. Tiểu ngư, ngươi thế nào, còn không thoải mái sao? Có thể hay không choáng? Tần ngư đột nhiên nhìn thấy trương này hơi có vết bẩn mặt, nhất thời ánh mắt trở nên có chút trống rỗng đó là một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hốt hoảng, giống như mất hồn, cuối cùng lại biến thành thống khổ cùng sợ hãi. Người khác xem không hiểu, làm vì phụ thân, tần viễn xem hiểu, chỉ là không rõ, nhưng nhất thời đau lòng đến không được, vừa muốn nói gì, tần ngư lại ngất đi. Tần viễn gào thét bác sĩ, rất nhanh, biến nhát ngáp một cái bác sĩ tới, cấp tần ngư nhìn trong mắt, coi lại sắc mặt, miệng lúc mở lúc đóng nói cái gì, cuối cùng không kiên nhẫn vung tay lên biết rõ chính mình nghe không hiểu còn tới làm gì, còn không bằng lão bà ngươi đến đâu. Lời này vừa vặn bị vợ bác sĩ nghe được, cái sau sắc mặt khó coi, hùng hùng hổ hổ, bác sĩ lập tức hậm hực, chững chạc đàng hoàng đối tần viễn nói. Bác sĩ dặn dò vẫn là phải nghe, không phải còn đến bác sĩ làm cái gì, được rồi, nói cho ngươi cũng nghe không được, kẻ điếc một cái, ngươi nói ngươi còn có thể làm chuyện gì, cũng liền cưa cưa đầu gỗ. Mới hơn một M6 người chỉ vào hơn một M8 tầng viễn mắng, cái sau lại cũng chỉ có thế chất phát nhìn xem hắn, mắng hả giận về sau, cái này dán lùng bác sĩ cầm giấy viết một chút chữ, đem trang giấy ném cho tầng viễn, lại giang hai tay, làm thủ thế, ý là muốn 100. Đầu thế kỷ 21, tại nông thôn hai đầu bờ ruộng, 100 khối đã là không ít tiền, tầng viễn không rõ đối phương vì cái gì chỉ là tùy tiện giúp con gái hắn nhìn một chút liền muốn nhiều tiền như vậy, thậm chí cũng không có cấp thuốc nhưng cũng không cách nào cãi lại đối phương bởi vì bọn hắn bên này liền một cái bác sĩ đắc tội không nổi tần ngư không biết mình phụ thân bởi vì nàng cắn răng xuất huyết nhiều nhưng nàng ngất đi về sau ý thức giống như lại về tới cái kia trong hố thật nhiều đất rơi xuống nhưng ở nàng bị tàn thuốc bỏng đau nhất vô ý thức ngửa đầu nhìn lại về sau mơ hồ nghe thấy được một tiếng tiếng mèo kêu những cái kia bùng đất đột ngột quay trở lại giống như là trên máy vi tính video phần mềm trên màn hình dùng con chuột kéo trở về tầm mắt hiệu quả. Hoặc là Flash trên rõ ràng hơn một tấm nhanh chóng lùi về phía sau. Bùng đất về tới cái sẻn trong, cái sẻn lại sau này bày, vung vẩy cái sẻn người lui về sau, về tới trong xe. Nàng cũng về tới trong xe, cửa sổ xe đóng lại, xe về sau chạy. Nàng chớp mắt thời điểm, ngoài cửa sổ hiện lên từng màn, nhà cao tầng bắt đầu sụp đổ, kiểu mới biển quảng cáo bị sắt thép mục nát, văn tự trở nên mơ hồ, bùng đất có hoa cỏ mùi thơm ngát, lại bắt đầu hư thối, hư thối bên trong leo ra ngoài sâu kiến, sâu kiến lui lại bò lại đại thụ, tại ngọn cây xuyên thấu qua cửa sổ thấy được trong phòng nàng bị một cái nam nhân ép dưới thân thể, theo tuổi già đến tuổi trẻ, theo chết lặng đến thống khổ, theo thống khổ đến tuyệt vọng, theo tuyệt vọng đến hy vọng. Nghiên cứu năm tháng ra sắp dày chồng lên làm chúng đại sư cũng khó có thể tưởng tượng nàng sẽ theo ngây ngô như rượu như ca tuổi tác thấy được khúc chiếc trầm bổng khó mà mở miệng năm tháng. Có lẽ là bởi vì bọn hắn chưa từng chết qua. Nhưng bất kể như thế nào, thời gian ngược lại, nàng từ ngày sau phồng hoa đô thị trở lại lạc hậu hương giả đồng ruộng, nhìn đến trạng sáng sờ soạn đứng dậy mặc quần áo rửa mặt nấu cơm lại cẩn thận từng ly từng tí khắc chế thanh âm không đánh thức một đôi vợ chồng khi là cha mẹ của nàng. bọn hắn cùng nhau đi vất vả lao động, sau đó vẫn là thiếu nữ nàng lén lút rời giường, sờ lên góc tường nhỏ quất chạy ra phòng, lạch cạch lạch cạch mấy cái quất xuống dưới, giống như đào ra cái gì vậy, còn chưa nhìn kỹ, mang theo ngập trời hôi thối. Khi tự như là cá ướt muối khô. Sau đó nàng nhìn thấy kinh khủng quỷ khí ngưng tụ thành đáng sợ tà ác mặt mèo, mộng cảnh vỡ vụn, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại phát giác được chính mình tại khoang hậu ấm áp trên lưng mộng nát trước mắt là hiện thực vẫn là hồ điệp trong mộng nàng là chết vẫn là còn sống cổng nàng người rất cao lớn đi lại rất nhanh tự hồ chạng vạn tối gió có chút lớn rất lạnh nàng nhịn không được trục trục thân thể lạnh đến trong lòng nàng thầm mắng gặp quỷ đi hồ điệp tiểu ngư là lạnh sao bên này có chút thối ba ba đi nhanh một chút kỳ quái kia phế địa làm sao thối đến bên ngoài. Dù sao là cái kẻ điếc, nữ nhi nói cái gì, hắn cũng là nghe không được, cho nên chính mình nói xong, tần viễn bước chân càng lúc càng lớn, nhưng tần ngư nhất thời nghẹn họng, hốt hoảng, bởi vì giấc mộng kia cho nàng mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nửa thật nửa giả. Thẳng đến trong hoảng hốt nàng lại liếc về trong bụi cỏ giống như có đồ vật gì nhìn chằm chằm nàng, nàng vô ý thức quay đầu nhìn, nhìn thấy trong bụi cỏ quả nhiên ngồi sổng một vật. Mèo. Một con ẩn thân tại hôi thối trong bụi cỏ mèo. Nó dùng xanh mơn mởn lại mang một ít vàng hổ phách trong mắt nhìn chăm chăm nàng. Thật kỳ quái, rõ ràng cách không gần, nàng thị lực cũng không tốt, tăng thêm sắc trời lờ mờ, nàng lại có thể rõ ràng thấy rõ trong mắt của nó. Khi mắt mèo trông rõ ràng là quỷ dị trêu tức, mà lại vuốt mèo còn nâng lên, liếm liếm lưng vuốt, cao lãnh diễm điếu tạc thiên, nhưng bỗng nhiên quay hàm một phòng làm mắt trợn trắng thêm nôn mửa động tác. Hình tượng này lực trùng kích có chút lớn, nàng trong đầu bỗng nhiên liền toát ra nông thôn nữ hoa không quá tiếp xúc qua trơn tru thuyết từ, cái này chết mèo mẹ nó tiện đến giống người người muốn đánh biểu lộ bao. Quay đầu lại nhìn, nó lại không thấy, chỉ còn lại giống như là một đám sương mù thu hàng đêm tối. Trong phòng nhỏ có ngọn nến rực rỡ, xa xa, Tần Ngư nhìn tới cửa có thong dài đơn bạc cái bóng tại bóng đêm cùng ánh nến giao hòa tia sáng trong xa xôi nhìn bọn hắn, lại rất mau mau chạy bộ tới. Tần Viễn bước chân cũng tăng nhanh. Nhưng hai vợ chồng gặp mặt, ngược lại không nói gì. Một cái không thể nghe kẻ điếc, một cái không thể nói chuyện tâm điếc, nói không ra là thượng đế vì để cho bọn hắn lẫn nhau phù hợp mỹ diệu an bài, vẫn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương tàn nhẫn nhưng Tần Ngư liền sống ở cái dạng này một cái không cách nào thỏa thích giao lưu trong gia đình. Liền giống bây giờ, nàng hẳn là chạy tới ôm mẹ của mình. Nhưng nàng có chút không chân thực sợ hãi cảm giác, chỉ có thể hốt hoảng xem lấy mẫu thân mình tiến lên đây, nàng tự hồ có chút cẩn thận từng ly từng tí, cũng có đau lòng, đưa tay muốn sờ Tần Ngư cái trán, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại co rúng lại ngược lại rất nhỏ sờ một cái Tần Ngư có chút rối bời tóc. Nếu là bình thường nữ hài tử, đại khái sẽ cho là mình mẫu thân ghét bỏ chính mình nhưng tần ngư biết đây chính là mẹ con các nàng ở chung phương thức bởi vì nữ nhi kháng cự dẫn đến mẫu thân khiếp nhược lúc trước quen thuộc nhưng hôm nay có điểm khác biệt trái tim chỗ sâu có một loại xúc động có lẽ là giấc mộng kia thật đáng sợ quá chân thực mất mà được lại sau chưa chắc là cảm giác thỏa mãn cũng có thể là chỉ sợ lại mất đi cảm giác sợ hãi cho nên nàng vô ý thức liền lên trước một bước Ông lấy tầng mẫu tinh tế vòng eo, đập vào mặt thanh nhã mạch hương, còn có một chút điểm tạo phấn hương vị. Tần Ngư lập tức liền xua tan đi những cái kia cổ quái ký ức, là mộng đi, đây chẳng qua là một giấc mộng. Phụ mẫu chân thật như vậy sống ở trước mắt. Cái này hoàn chỉnh người chân thật cũng không phải là rơi xuống đất sau thi thể huyết nhục mơ hồ. Mụ mụ. Nàng phát ra sau mới phát hiện thanh âm của mình non mềm đến không thể tưởng tượng nổi giống thiếu nữ. Không đúng, nàng vốn chính là thiếu nữ. 16 tuổi. Tần gia vợ chồng cũng là kinh ngạc, thường ngày đối vợ chồng bọn họ 10 phần xa cách kiệm lời nữ nhi, làm sao hôm nay? Bất quá hai vợ chồng bất thiện ngôn từ giao lưu, làm vì mẫu thân, Tần mẫu cũng cả gan đưa tay, thay Tần Ngư cài tốt trên quần áo ba cái nút áo. Sợ nữ nhi lạnh đến. Tần Ngư đột nhiên mới phát giác cổ áo bị giải khai ba cái nút thắt thảo nào vừa mới có chút lạnh nhưng là hôn mê trước đó nàng không có cởi bỏ qua nút thắt a ai làm chẳng lẽ là con kia quỷ dị mèo mèo này bề ngoài như có chút sắc a người một nhà sau khi vào cửa tần ngư có lẽ là nhớ con kia quỷ dị mèo bởi vậy vô ý thức hướng bốn phía nhìn nhìn cũng là đúng lúc bị nàng thoáng nhìn đêm tối lờ mờ bên trong tựa hồ có bóng đen tại đại thụ phía sau loáng thoáng tại nàng xem qua đến về sau, lại rút vào phía sau đại thụ. Bóng đen kia độ cao. Giống như không phải mèo A. Tần Ngư ẩn ẩn cảm thấy bất an. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Mèo Điện Hà Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quần áo nút thắt cùng sau cây bóng đen có trọng yếu hay không, nàng giống như rất mâu thuẫn, phản phất ẩn ẩn có một người tại nói cho nàng hai chuyện này nhất định phải coi trọng. Giống như là hai người trong đầu đánh nhau. Nhưng đến cùng cũng là mệt mỏi, tần ngư mơ mơ màng màng về nhà liền ngủ mất, ngày hôm sau thức dậy thời điểm tinh thần tổng có chút không đúng. Tối hôm qua lại nằm mơ, không bằng nói là lặp lại giấc mộng kia. Đem nàng tàn phá đến chết đi sống lại, tỉnh lại thời điểm phát hiện mình gối đầu ướt một mảnh, gương mặt cũng dính dính một chút nàng đè ép thanh âm tránh ở trong chăn trong khóc ngất xỉu ba lần. Chết đi sống lại. Trong lòng thế là có một chuyện, nàng đến ra một chút giấc mộng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá còn chưa chờ nàng dày vò ra cái gì, liền bị ngăn cản, cao nàng một cái đầu tầng mẫu vu xanh chuẩn bị cho nàng điểm tâm, cháo gạo trắng phối một quả trứng gà. Tối hôm qua thân mật làm ngày bình thường trầm mặt ít nói trang tiểu đại nhân tần ngư có chút xấu hổ, bởi vậy cúi đầu yên lặng ăn cơm làm mẹ người vu sanh kỳ thật cũng xấu hổ, nhưng nàng vốn là không biết nói chuyện, thế là an vị tại bên cạnh yên lặng nhìn nữ nhi của mình ăn cơm. Nếu là lúc trước, Tần Ngư khẳng định rất không thích, sẽ nhanh chóng uống xong cháo ăn trứng gà liền về phòng của mình. Nhưng lần này nàng chỉ là yên lặng ăn, sau khi ăn xong ngẩng đầu, ôm ôm thôn thôn hỏi. Mụ mụ, ta có thế lại muốn một bát sao? Lại thêm một quả trứng gà. Vu xanh nữ nhi thật trở nên không đồng dạng, khẩu vị biến lớn. nhưng hài tử khẩu vị tốt cũng là chuyện tốt, trong nhà không có tiền thế nhưng cung cấp nổi cháo cùng trứng gà. Vu Xanh ẩn ẩn phát giác nữ nhi đối nàng không còn như vậy bài xích, mặc dù cũng không phải rất thân cận, nhưng tối thiểu sẽ nhìn nàng một cái. đây là chuyện tốt, nàng cảm thấy rất vui vẻ. ba phút sau, vui vẻ Vu Xanh đỏ mặt, nữ nhi vì cái gì lão nhìn chằm chằm nàng mà lại ánh mắt đặc biệt, tan thương. Tần ngư nhưng thật ra là đang nghĩ, mẫu thân mình là thật cực đẹp, đẹp đến mức không giống như là xuất từ hương giả sơn thôn thôn phụ, nhưng cũng chỉ có dạng này thâm sơn thôn giả mới có thể nuôi ra nàng dạng này tự nhiên ôn nhu. Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chợt nhớ tới trong mộng những cái kia thảm trạng, tần ngư chợt ngạnh hầu, kém chút bị một ngụm cháo sạch. Còn tốt nàng đang điền hấp khí, sửng sốt chịu đựng ba ba hôm nay là đi trồng củ cải. Nếu như hắn bận biệu, ngươi đi giúp hắn đi, không phải hắn lại muốn bận đến đã khuya mới trở về, chính ta có thế chiếu cố chính mình. Cuối cùng còn bổ sung một câu, ta sẽ không chạy loạn. Mặc dù nữ nhi nhất quán trầm ổn, nhưng vu sanh có chút không yên lòng, chỉ là nàng không biết như thế nào biểu đạt, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Tần ngư cũng không vội mà thuyết phục nàng, đứng dậy thu thập bát đũa, tiếng phòng bếp rửa xong tay mới ra ngoài ta phải làm bài tập mụ mụ ngươi quá đẹp đợi ở chỗ này ta sẽ phân tâm tần ngư rất chân thành phải nói bạn đến xem nữ nhi của mình rửa chén cảm thấy có chút kỳ quái vô sanh lập tức sửng sốt kịp phản ứng lại là sắc mặt đỏ chót có chút giận dữ đến đưa tay vỗ nhẹ lên tần ngư đầu đây là làm mẹ bản năng nhưng nàng đập xong lại hối hận sợ tần ngư sinh khí nhưng mà cái này ngày bình thường kiệm lời lạnh lùng nữ nhi ngược lại cười. Thanh thanh tú tú cũng không xuất sắc nụ cười trên mặt rất là ấm người. Không giống tiểu cô nương, nhưng lại là tiểu cô nương. Có lẽ là bình thường Tần Ngư liền rất làm gia trưởng yên tâm, tăng thêm Tần Ngư lý do thật là để cho người ta chống đỡ không được, cho nên vu sanh cuối cùng quyết định đi trong ruộng giúp trượng phu của mình trồng trọt. Nhưng mà nàng mới vừa ra khỏi cửa, cái nào đó chững chạc đàng hoàng đùa dẫn mẹ ruột thiếu nữ liền nhanh nhẹn đem sách bài tập xé xuống một tờ kế tiếp xé ra hai mảnh lại xoa nắng thành hai cái viên giấy nhỏ, lại chạy ra khỏi môn, dò xét đường nhỏ hướng kia phế địa nhanh như điện chớp mà đi. Một bên chạy, một bên hướng trên lỗ mũi nhét viên giấy nhỏ. Phòng độc thiết yếu viên giấy. 0.998, chỉ cần 0.998, hôi nách chân thối miệng thối cá ướp muối thối ngươi không cần sợ phế địa vẫn là kia phế địa chính là so ngày xưa thối hơn tầng ngư có viên giấy nhét mũi hộ thể ngược lại có thế tiến đến cái kia thối đến nhân thần cộng vẫn cá ướp muối hố phía trước kỳ thật nàng sức yếu cũng liền dùng quất quất mấy lần làm sao lại đào ra như thế một quỷ dị cá ướp muối khô đâu còn làm cổ quái như vậy mộng trên mặt đất còn có nhà nàng quất đâu chứng minh nàng đích xác tới qua cá ướp muối khô cũng vẫn còn ở đó tầng ngư cắn cắn môi như có điều suy nghĩ nhưng chợt nghe tiếng mèo kêu âm trầm thần kinh của nàng lập tức rét lạnh không cần nhìn bản điện hạ thần hồn thông suốt thiên địa ở khắp mọi nơi ngươi ngay tại bản điện trong lòng bàn tay thanh âm này uy nghiêm khiếp người thiếu nữ tần ngư có lẽ là sợ không hiểu thấy được tương lai sau tần ngư vẫn như cũ là sợ ngươi ngươi là yêu quái mèo yêu mèo tin là kiến quốc trước sao? nàng run run hỏi. làm một nhỏ yếu ngu xuẩn phàm nhân, ngươi không có hỏi tư cách, bản điện hạ chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi là trời tuyển người, muốn phụ trợ bản điện hạ đi tới ba nghìn thế giới diệt trừ tà ác, nếu như không vâng lời, ngươi trông thấy tương lai là dạng gì? tương lai ngươi chính là cái gì dạng? Miệt thị thêm uy hiếp, cái này rất cường thế. Tần Ngư thói quen cắn môi dưới, kia thật là tương lai của ta. Đúng vậy a, à, mặc dù nói ngươi bị chôn sống lúc sau đã 34 tuổi, hoa tàn ít bướng, nhưng lớn lên giống hay không ngươi, trong lòng ngươi không có điểm ước đoán. Tần Ngư lập tức cứng lại, đến cùng thực chất bên trong cũng là mềm yếu, hỏi: Vì cái gì các ngươi thần nói chuyện sẽ như vậy thô tục ác độc? Ngươi cũng không thông minh, không nói rõ ràng sợ ngươi nghe không hiểu. Tần Ngư cảm thấy mình khả năng không quá nguyện ý cùng cái này hư hư thực thực mèo thần càng giống như mèo yêu tồn tại đối thoại. Vào thời khắc này, nàng cách tự hỏi tương đối thành thục, chí ít lập đi lập lại làm cái kia mộng cảnh nàng so lúc trước chất phát thiếu nữ thành thục nhiều. Thời gian chính là lịch duyệt, lịch duyệt chính là thời gian, thời gian thay đổi hết thảy, lịch duyệt cũng thế. Thiếu nữ Tần Ngư lúc này đã có tương lai hơn 30 tuổi Tần Ngư đại khái hình thức ban đầu không để ý tới chính mèo yêu, nàng nhớ tới tương lai mộng cảnh, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sau đó, nàng bỗng nhiên phóng tới bụi cỏ vén lên nồng đậm cỏ hoang, trực tiếp nhìn thấy bên trong chính ổ lấy một con gầy trơ xương rất bẩn rất thối mèo con. Mèo thần, mèo yêu, mèo con, tần ngư. Trang bức không có bị xét đánh, có thể bị hiện hình, cái này liền có chút lúng túng. Tần ngư yên lặng quét nó một chút, quay người muốn đi. Không lâu về sau, nhà các ngươi sẽ không thể không rời đi cái thôn này, không tiền không thế không có nhân mạch, vì cho ngươi kiếm tiền nộp kết xù xếp lớp chuyển trường phí, cha ngươi chết tại công trường, ngươi mẹ sẽ bị bệnh trầm cảm, sau đó vốn là thành tích không tốt ngươi đọc một cái nát cao trung, bị xấu bằng hữu hạ độc, bị chụp hình, sau đó bị trong trường học người vũ nhục, cuối cùng bị nghỉ học, mẫu thân ngươi bị bệnh trầm cảm phát tác nhảy lầu tự sát, sau đó ngươi bị ép thành người khác tình phụ, lại bị ép lục đục với nhau, cuối cùng bị chôn sống. Bẩn thiểu mèo con bị tần ngư bịt mũi động tác cấp tức nổ tung, lập tức ở phía sau âm trầm nói. Các loại bị ép đủ để chứng minh nàng tương lai thảm đạm. Huống chi mèo này lời bột bạch thanh âm tương đương phủ lên bầu không khí, phối hợp một màn kia màn cảnh tượng lập tức chui vào nàng đầu. Tần ngư sắc mặt trắng bệt, trung chân đến ngã ngồi tại trên bờ ruộng, một lát sau, chợt che mặt khóc trống căn bản ép không được cảm xúc, một bên khóc một bên nói. Đây không phải là lục đục với nhau, ta là muốn trả thù cái kia hại chết cha ta mỏ chủ Khương Côn, mẹ ta bị bệnh trầm cảm cũng là bởi vì hắn, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ta đem hắn chơi chết sau mới phát hiện mẹ ta nhảy lầu là bởi vì có người cầm ta hình nu cho nàng nhìn. Người kia chính là ta mẹ nó bồi vài chục năm xuất sinh, ta bị hạ dược cũng là hắn thiết kế. Khóc đến cùng chó đồng dạng, biết vậy chẳng làm, rất hối hận vẫn là nàng phát giác chính mình dù là bị chôn sống người kia khả năng cuối cùng vẫn là sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật cái này khóc có chút đáng thương a à. mèo yêu có một lát trầm mặc rốt cục nghĩ từ bản thân không phải yêu là thần thiện lương vẫn là phải thế là an ủi nàng ngươi đừng trách lão thiên lão thiên cũng chính là thiên đế đám người kia bọn hắn nhưng thật ra là bề bộn nhiều việc bình thường quản cũng là 3.000 vị diện vũ trụ hòa bình loại đại sự này, các ngươi loại phàm nhân này cuộc sống bi thảm bọn hắn mặc kệ, nhưng ngươi xui xẻo như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là. Nó chần chừ một lúc, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hơn nữa còn áp vận. Còn là bởi vì chính ngươi xuẩn A, à, liên tiếp hố chính mình lại hố mẹ, nhưng ai quy e quy cũng là trời sinh, có thể trách ai đâu. Bản điện hạ khó được an ủi người. Hiện tại ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Tần Ngư trong nháy mắt liền khóc không được, tốt ngươi cái búa nha. Mèo bỗng cảm giác an ủi, nó lần thứ nhất an ủi người hiệu quả vẫn là rất tốt nha. Nhìn Tần Ngư không khóc, mèo cũng không vội, an vị tại trong bụi cỏ yên lặng chờ lấy. Nó biết nàng nhất định sẽ khuất phục. Quả nhiên, Tần Ngư xóa đi nước mắt trên mặt, đứng dậy, đi qua cầm lấy quốc muốn đi. Nói xong khuất phục đâu? Mèo kinh ngạc, vung vẩy móng vuốt. Ngươi đi đâu? ngươi muốn đi. Ngươi trở về. Tần ngư quay đầu, tái nhật yếu ớt trên mặt còn có một cổ bướng bỉnh. Đừng nói ta không tin cái này cẩu huyết mộng cảnh, coi như ta tin, như là đã biết tương lai đại khái, hiện tại bắt đầu cố gắng tất nhiên có thể lẫn tránh, tối thiểu cũng có thể cố gắng thay đổi, vì cái gì còn muốn đi theo ngươi cứu vớt kia cái gì ba nghìn tiểu thế giới đâu. Nghe nói cứu vớt thế giới người cuối cùng đều cùng cuối cùng đại bốt đồng quy vu tận, Ta mới sẽ không ngốc như vậy, là ngươi quá ngây thơ." Sau đó nàng liền đi. Đằng sau mèo sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên nắm lên bên cạnh một viên đá nhỏ đập về phía chính mình bộ ngực. "Cái gì đồng quy vu tận, đây là nghe cái nào tiểu tiện nhân nói? Nói mò gì lời nói thật. Tức chết mèo nha." Sau đó nó liền thổ huyết. "Nguy rồi, quên vừa mới ngưng tụ cổ thân thể này có chút hư. Cứu mạng. Cứu ta." mèo hướng Tần Ngư duỗi ra vuốt mèo ý đồ cầu cứu. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên dậm chân, nhìn chầm chầm bên ngoài đồng ruộng đi qua một người. Người kia lén lén lúc lúc, dáng dấp liền có chút giáo giác không đứng đắn. Tần Ngư rất xác định chính mình không nhận ra người này, nhưng ở trong giấc mộng, người này là thôn bên cạnh Lại Xuân. Cũng là sẽ để bọn hắn nhà tại trúc nội thôn không tiếp tục ở được nửa nguyên nhân chủ yếu. Mèo yêu bỗng nhiên liền tinh thần tỉnh táo, chùi khóe miệng máu giống như là hồi quan phản chiếu hung ác kêu gào. Tiện nhân số 1 đã online, bản điện hạ nhìn ngươi còn ngưu hay không? Tần ngư hoàn toàn chính xác không lực, một điểm may mắn tâm lý cùng ương ngạnh chủ nghĩa duy vật tinh thần cũng bị phá hủy đến không còn một mảnh. Bởi vì chưa bao giờ thấy qua lại xuân nàng phát hiện trong mộng lại xuân cùng hiện tại người nhìn thấy dáng dấp giống nhau như đúc. Cái này cũng mang ý nghĩa các nàng người một nhà bi thảm tương lai là không có chạy người này rất có thể đang tìm một người tìm nàng mẹ ruột sau đó ý đồ bất chính bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 3 nghênh ngang vào nhà bánh bao nhỏ cầu cất giữ a cất giữ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ý đồ bất chính cái từ này là dùng tại mục tiêu chủ quan trên là đối phương đem tội ác ý nghĩ chưa hoàn thành nếu là người bên ngoài xem ra cũng liền miệng hoặc là trên tinh thần khiển trách xem thường một phen là được, nhưng trong tương lai người bị hại nữ nhi nhìn tới. Đem đối phương thiên đao vạn quả cũng không đủ. Nhưng Tần Ngư cũng không phải bình thường thiếu nữ, dù là còn chưa dung hợp kia đoạn mộng cảnh mang đến cường đại tin tức, hoặc là những tin tức này cũng chỉ là thiếu thốn mơ hồ, nhưng nàng đã có một bộ phận 34 tuổi nữ tính nên có lý trí cùng phán đoán. Cho nên nàng làm chuyện thứ nhất chính là ngồi xuống trốn đi khi mèo con hiển nhiên cũng không phải ngu xuẩn xem xét nàng ngồi xuống liền không kêu lên chỉ có gió mắt hơi lạnh tại cái này trời thu làm bạn lại xuân hứ cái thời tiết mắt toi này thật là lạnh muốn tới mùa đông còn không phải nước tiểu cục nước biến gậy băng lại xuân chính là tên du côn mồm mép dơ bẩn lời nói còn nhiều rất nhiều thôn bọn họ phụ nữ trong trên tới phụ nhân xuống đến thiếu nữ không ít bị hắn miệng chiếm qua tiện nghi nhưng kia đậu xanh mắt thị lực chỉ sợ không tốt lắm ở phía ngoài nói trên đường hướng kia phế địa quay tròn nhìn một vòng không thấy được người không phải hắn không muốn đi vào nhìn mà là quá thối lúc này chính bịt mũi đâu tiểu nha đầu kia ở chỗ nào hắn lại đi bên trong đi vài bước khoảng cách tầng ngư không xa không gần cuối cùng khó nhịn hôi thối hùng hùng hổ hổ vài câu liền đi đợi người đi xa tầng ngư cũng không có đứng dậy mà là đặt mông ngồi dưới đất Ai, ngươi còn khóc à, có thể hay không tiền đồ điểm, ngươi bây giờ đầu tiên phải làm chính là Khi mèo con bò tới bên người nàng, lại không thấy được nàng khóc, chỉ thấy một trương tái nhật lại tại ngay người mặt Ngươi dạng này Mèo con châm trước hạ ngôn ngữ, nói Nhìn càng ngu xuẩn Nói xong chính mình ha 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 đắc ý đến cười Tần ngư yếu ớt nhìn xem nó, cảm thấy cái thằng này là cái thiểu năng có lẽ là tần ngư biểu lộ quá trực tiếp mèo cũng không cười tiếp được cũng ngồi trên mặt đất một người một mèo hai mặt nhìn nhau ngươi không phải thần giúp ta chơi chết hắn ta liền giúp ngươi ngươi đừng có nằm mộng ta là không sẽ giúp ngươi một người một mèo đồng thời mở miệng tần ngư nhíu mày mèo lại rất chân thành đến giải thích chúng ta thần là không thể lung tung động dùng pháp lực đi giúp thần tuyển giả nhân sinh gian nan muốn từng bước từng bước đạp thực địa a à, tần ngư thật cũng không kiên trì chỉ là chợt nói ngươi không có pháp lực đi thân mèo trên lông đều nổ lập tức phủ nhận làm sao có thể không có chuyện đó dù sao ngươi liền nói muốn hay không đi theo bản điện hạ làm không phải ngươi liền chờ chết đi ngươi một bộ ta là đại lão ta để mắt ngươi có thế ngươi vậy mà không biết cốt xấu dám cự tuyệt ta sau đó ta chờ nhìn ngươi chết như thế nào khinh thường cười lạnh biểu lộ. Tần ngư đáp lại là đứng dậy, vỗ vỗ ống quần trên nhiễm bùn đất, cầm lấy vừa mới ném quất, quay người đi. Mèo gắt cao nhìn chầm chầm nàng, khó có thể tin. Tần ngư cũng không quay đầu lại, bóng lưng cao ngạo. Trong nháy mắt đó, tâm lý của bọn hắn hoạt động phân biệt là như vậy. Mèo. Bản điện hạ cũng không tin ngươi không động tâm, ngươi sớm muộn muốn làm bản điện hạ nô tài. Tần Ngư Nhanh hạ giá, nhanh hạ giá, ngươi hô đợi chút ngươi trở về ta liền quay đầu, không phải ngươi chờ bán không được đi. Kết quả chính là hai người thật tách ra. Ngạo khí loại vật này, thiếu nữ thiếu phụ vẫn là mèo con đều là có. Tần Ngư sau khi về nhà cầm lên bút cùng sách bài tập, tâm tư lại không ở phía trên, mà là tại nghĩ đến cùng muốn như thế nào giải quyết lại xuân cái này tai họa ngầm. Trực tiếp nói cho đại nhân, trong thôn những người kia không cần đến tương lai những ký ức kia, chỉ riêng đi qua những năm này những người trong thôn này bố trí cha mẹ của nàng cũng đủ để chứng minh đường này không đáng tin cậy. Kết hợp lỗ tấn tiên sinh, Tần Ngư cảm thấy người Trung Quốc xưa nay không sợ lấy lớn nhất ác ý đi ước đoán người khác. Bởi vì rất nhiều người ưu việt đến từ miệng dèm pha người khác đồng thời đạt được những người khác phụ họa, đó là một loại mê chi thỏa mãn. khoái cảm không thua đói lúc tới tay một bát xôi ngọt thập cẩm. Ăn như hổ đói, tướng ăn khó coi tất nhiên tại những nam nhân kia miệng trong chỉ sợ cũng không phải loại này ẩn hàm ghen ghét bố trí mà là thực sự chiếm tiện nghi năm đó mẫu thân của nàng chính là ở trong môi trường này thống khổ không chịu nổi không thể biện hộ chỉ có thể chịu đựng vũ nhục vốn định chịu đựng có thế phụ thân nàng không chịu nhịn có thế lại xuân trong nhà có người hắn thúc phụ là bọn hắn cái thôn kia thôn trưởng lại có chút tiền kêu một nhóm người gào thét mà đến, ngược lại đem hắn đánh cái trọng thương, mà lại kia lại xuân lúc ấy còn cố ý cầm chai rượu đập đứt hai ngón tay của hắn. Một cái thợ một hai ngón tay gãy mất, tương đương với đoạn mất sinh hoạt công việc. Lại gia lại nhét một chút tiền cấp trúc nội thôn thôn ủy, hai cái thôn trưởng gặp mặt dẫn người ăn một bàn tiệc rượu, ngày hôm sau chuyện này liền xong. Về sau lại xuân nhiều lần đến quấy rối, chính là trong thôn một chút nam nhân trong miệng cũng không sạch sẽ, Thôn ủy lại lúc nào cũng làm khó dễ bị bất đắc dĩ bọn hắn một nhà người chỉ có thể rời đi thôn giống như kia mèo nói đây chính là bi kịch bắt đầu lại xuân là ngòi nổ trong thôn những người kia ngu muội tự tư là phụ họa người thói hư tật xấu là căn nguyên các lau tần ngư vừa dùng lực không cẩn thận bẻ gãy bút chì bờ môi miếm quá chặt chẽ nàng nhất định phải thay đổi loại này bi cảnh Trời chiều ánh sáng nhạt liền chiếu vào cửa sổ, trong nội tâm nàng đã có một chút hình dáng, nhưng còn chưa thành hình. Tần Ngư đứng dậy hâm nóng đồ ăn, không bao lâu liền bên ngoài viện có âm thanh. Là Tần Viễn cùng Vu Sanh trở về. Lao động một ngày, hai người tất nhiên là mệt mỏi, chỉ là đều là gặp sao yên vậy giản dị tính tình, tăng thêm cùng một chỗ lao động, hai người cũng không gặp sinh hoạt gian khổ đồi phế. Bất quá giống như hơi khác thường, bởi vì hai người vào cửa sau đều nhìn nàng vu sanh đã đến trước mặt đem trong tay dẫn theo rổ đưa cho tần ngư tuy không nói nhưng mặt mày đều là cười tần viễn chất phát kiệm lời lúc này liền nói một câu mụ mụ ngươi tìm thấy vu sanh nhịn không được quay đầu nhìn hắn đây không phải ngươi nói muốn mang về tấp tiểu ngư sao tần viễn thẳng mình thu thập quần áo giày nói cũng ăn không hết bao nhiêu đồ vật nếu như tiểu ngư ngươi nhàm chán có thể nuôi một nuôi, nhìn xem coi như đáng yêu. Tần ngư cúi đầu nhìn xem trong giỏ sách cuộn lấy mèo con, hẳn là bị vu sanh tắm rồi, nhìn sạch sẽ một chút, nhưng là... Một người một mèo lần nữa đối mặt. Tần ngư. Cũng không nhàm chán, cũng không đáng yêu, rất xấu. Mèo con. Cũng vậy cũng vậy, ngươi càng xấu, còn xuẩn. Hai xem sinh chán ghét, nhưng tần ngư cũng không nói gì, Người một nhà hòa hòa khí khí ăn cơm. Ngắm 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 trong giỏ sách mèo bất an tại rổ, nhắc nhở ba người nó cũng đói bụng. Vô sanh nhất quán thiện lương, lập tức ấy nấy, đứng dậy lấy rất nhiều đồ ăn muốn đút cho nó ăn. Tần Ngư nhìn chính nàng còn không ăn nhiều ít đâu, liền nói: "Mụ mụ, ta tới đi." Sau đó nàng đi rót một chén nước. "A, à, hai vợ chồng kinh ngạc, Tần Ngư ấm giọng giải thích: trên sách khoa học tự nhiên nói mèo con mới xuất sinh không bao lâu không thể ăn những này thức ăn chính uống nước là được rồi ngươi mẹ nó mới uống nước là được rồi nhà ngươi khoa học lão sư vách quan tài là ai đóng lực lớn vô cùng đi mèo con trừng mắt nàng tần ngư một bên ôm nhu xem nó một bên cho nó mớm nước nước rót vào nó trong lỗ mũi mèo sinh gian nan ngươi chờ hai vợ chồng tắm rửa đi mang theo mèo con trở về gian phòng của mình đóng cửa khóa kỹ về sau tầng ngư mới đối với nó nói rõ ràng ngươi rất cần ta hỗ trợ nhưng ngươi còn không có cho thấy ngươi hợp tác điều kiện mèo cũng là thông minh cũng phát giác được tầng ngư kỳ thật không ngốc thứ nhất ngươi thấy tương lai không phải đầy đủ a à, chính ngươi khẳng định cũng phát hiện ngươi bây giờ biết đến chỉ là trước mắt giai đoạn này nhà ngươi trải qua chuyện chuyện sau đó đều lướt nhanh đúng không đó là bởi vì ngươi linh hồn yếu ớt, đại não dung lượng không đủ, muốn có được chân chính nghịch tập đòn sát thủ, ngươi cần ta trợ giúp, ta có thể để ngươi chân chính hoàn toàn có được tương lai ký ức. Thứ hai, còn có thứ hai, là cái gì? Phi thăng thành thần sao? Nó ưỡng ưỡng lòng ngực, tương lai của ta sẽ lớn đến siêu cấp vô địch đáng yêu, ngươi nhất định sẽ coi ta là thành ngươi tiểu tổ tông hầu hạ. Tần ngư có một lát xấu hổ, Tần Ngư mở mắt nói lời bịa đặt. Xem ra chúng ta đều đối lẫn nhau rất có chờ mong, vậy bây giờ chúng ta liền cần bắt đầu hợp tác bước thứ nhất. Hiện tại liền bắt đầu. Mèo con sửng sốt một chút, lắc lư xuống cái đuôi, có chút đề phòng nhìn nàng. Không cần ngươi thi triển cái gì pháp thuật, chính là để ngươi nhiều đi mấy bước đường, rèn luyện thân thể. Mới 16 tuổi thiếu nữ, biểu lộ ấm áp, ngữ khí ôn nhu, tăng thêm trời sinh nghèo khó tự mang một mặt khí chất có thế xấu đi nơi nào a à? mèo biểu thị chính mình một khắc này là tin cái này nông thôn thiếu nữ ngày kế tiếp một người một mèo đến sát vách thượng khê thôn đầu thôn phía đông kỳ thật cũng liền mấy phút lộ trình khí trời tốt ánh nắng ấm áp đứng tại phía sau đại thụ hai người đều nhìn cách đó không xa ba gian liên tiếp hai tầng lầu nhỏ thôn trưởng nha trong nhà so tầng gia tốt hơn nhiều mèo ngươi rốt cuộc muốn để cho ta làm cái gì? Nói trước, không thể. Tần ngư. Trộn đồ lót. Đơn giản rõ ràng. Mèo. Tần ngư giải thích nói. Tại trong trí nhớ của ta, cái này lại xuân rất được hắn thúc phụ cũng chính là thượng khê thôn thôn trưởng yêu thương, có thế về sau hắn ở bên ngoài sinh sự bị bắt ngồi tù, liên quan cũng bị tra ra cùng hắn thẩm thẩm có một chân, mà lại kéo dài rất nhiều năm ngươi biết điều này có ý nghĩa gì sao mèo các ngươi phàm nhân thật không bị kiềm chế tần ngư mèo chuyện này có chút hủy ta danh dự làm một thần tần ngư hôm nay mụ mụ phát hiện trên bàn cơm đồ ăn thừa bị ăn sạch ta cảm thấy ta cần thẳng thắn một chút mèo đồ lót phải không ta nhớ kỹ tên đã trên dây không phát không được huống chi còn thu phục thủ hạ, làm thủ lĩnh phải biểu hiện ra cơ bắp A, làm. Tần Ngư còn hết sức cẩn thận nghiêm túc bổ sung. Nhớ kỹ muốn trộn hai cái bánh bao nhỏ liên tiếp cái chủng loại kia. Mèo trợn trắng mắt, đến lại da góc tường dưới, dưới chân một điểm, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên cao không 2 m, đụng vào tường. Rơi xuống đất, không quan hệ, tư thế ưu nhã là được, nó đứng lên phủi mông một cái, chui chuồng chó. Tần ngư thật đúng là một con co được giảng được mèo thần, nhìn qua rất có tiền đồ, tương lai tất thành đại khí. Tần ngư một bên chửi thầm, một bên dựa vào cây chờ đợi mèo thần thải hoàng trở về, nhưng bỗng nhiên, trên đầu vai của nàng rơi xuống một cái tay. Có người. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Xấu hổ nhất mau xuyên phương thức, phiếu đề cử, cất giữ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tần ngư trong nháy mắt tưởng rằng mình bị lại da người bắt được nơi này cũng không thấy được a à, mà lại bởi vì bên cạnh chính là chuồng heo người bình thường sẽ không tới nàng vẫn cảm thấy chính mình thăm dò địa hình lựa chọn gây án địa điểm năng lực không tệ tiểu ngư ngươi làm gì vậy thô viên khí thô mang theo nông thôn khẩu âm tần ngư quay đầu liền thấy một cái phong hoa chính mậu một cái khác nông thôn thiếu nữ rất thổ nàng dùng không quan trọng tương lai tình phụ vư vật ánh mắt đến đối đãi trước mắt cái cô nương này, nhưng bảo nàng tâm tắc chính là hôm qua nàng không có choáng trước đó hoặc là choáng sau khi tỉnh lại đến bây giờ, nàng hẳn là cùng cái cô nương này đồng dạng, mặt mập mạp quần bông, thân trên không thể nói cái gì loại hình áo bông. Bất quá người này nàng là nhận biết. Thượng Khê Thôn Lý Tiểu Vân, cùng với nàng cùng học trong trấn sơ trung, mà lại bọn hắn cùng lớp. Có lẽ là Tần Ngư biểu lộ quá mức thảm đạm lo lắng, Thiếu nữ lý tiểu vân có chút bất an tiểu ngư nghe nói ngươi tại trong ruộng bị thối choáng có phải là hiện tại đầu óc còn không tốt lắm nếu không phải nhìn sự lo lắng của ngươi như thế chân thành ta nhất định sẽ cho ngươi một tác tai ngươi mới đầu óc không tốt lắm a à, có thể là đi kia thật rất thối tần ngư vốn là một bộ yếu gà dạng nhu nhu nhược nhược đến còn một bên viện đại thụ lý tiểu vân trong nháy mắt tinh rất là lo lắng vậy ngươi bài tập làm sao ngày mai sẽ phải lên lớp có cái gì sao người một nhà tương lai bi thảm càng bi thảm hơn sao có chẳng hạn như ngày mai sẽ phải nộp bài tập nhưng vấn đề này cũng không lớn tần ngư rất nhanh có tự tin nói không sai biệt lắm có thể giải quyết lý tiểu vân cũng là không có chủ kiến cũng không mẫn cảm nghe vậy cũng cũng không muốn nói nhiều huống chi chính nhìn thấy bên kia đi tới một đám người giống như là thôn ủy là thôn trưởng bọn hắn lý tiểu vân liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình thôn thôn trưởng cái kia hói đầu cùng bụng lớn thôn trưởng lại chính nghĩa hoàn toàn chính xác dáng dấp dễ thấy nhưng dân gian truyền thuyết đây mới là quan tướng bởi vậy hắn luôn luôn đắc chí vừa lòng dẫn thôn ủy người tới chỉ điểm cái này chỉ điểm kia thỉnh thoảng đề điểm bên cạnh người đi theo lại xuân tuy là không việc làm có thế lại xuân cũng rất có cảm giác ưu việt bưng lấy thân thúc nói chuyện nhưng rất nhanh một đám người liền thấy chuồng heo bên cạnh cây đại thụ kia hai tiểu cô nương. Lý Tiểu Vân không đáng chú ý, kia Tần Ngư. Ở đây nam tính đều vô ý thức nhớ tới mẫu thân của nàng mỹ mạo đến, bởi vậy từng cái tâm tư dị biệt. Lại chính nghĩa trong mắt đảo một vòng, chủ động tiến tới Tần Ngư hai người trước mặt, hòa ái phải hỏi lên hai người làm sao ở đây. Cũng không đợi Tần Ngư lừa gạt đâu, ngay thẳng Lý Tiểu Vân liền nói ta đang hỏi tiểu ngư bài tập sự tình đâu ngày mai sẽ phải lên lớp nói lên bài tập lên lớp một đám người đều liếc nhìn bề ngoài đều không xuất sắc mà lại rất là lôi thôi tần ngư hai người áo thành tích cũng đều không tốt ở cuối xe cái chủng loại kia tốt xấu cũng di truyền điểm mẹ ruột mỹ mạo a cái này dung mạo không đẹp nhìn lại không thông minh tương lai cũng cứ như vậy lại chính nghĩa không có hào hứng cũng liền lường tần ngư một chút nói tần ngư cha ngươi làm đồ dùng trong nhà vẫn được hôm nào bảo hắn cho ta làm vài cái ghế dựa cũng đừng để ngươi cha đưa hắn bận biệu, bảo mụ mụ ngươi tới phía sau mấy người cũng phụ họa tần ngư cùng như đầu gỗ đến gật đầu a à, ta nhớ kỹ lúc nói chuyện nàng liếc về lại chính nghĩa đám người đằng sau có một tàn ảnh lướt qua còn có phấn hồng cái gì nàng nheo lại mắt không có chút rung động nào thật là một bộ xuẩn dạng lại xuân cười nhạo. Một đám người đi lại xuân quay đầu nhìn Tần Ngư một chút, chẳng biết tại sao, ánh mắt hướng Tần Ngư cổ phía dưới nhìn một chút. Bằng phản thân, không có gì đẹp mắt. Hắn nheo lại mắt, xẹp xẹp miệng. Nhưng chờ bọn hắn sau khi đi, Tần Ngư giơ tay lên, ngón tay sờ một cái cổ áo nút thắt. Quả nhiên là cái này tinh trùng lên não, nhưng hẳn là không chiếm tiện nghi gì, cởi ba cái nút áo liền chạy. Là mèo nguyên nhân tiểu ngư ta thấy thế nào cơn gió vừa mới giống có đồ vật gì hôm nay thôn các ngươi có đại sự sao tần ngư hỏi một chút lý tiểu vân liền đem vừa mới chuyện quên đi trả lời nói là trấn trên bên kia có một cái người rất có tiền muốn chọn mua cái gì rau quả buổi chiều muốn tới bọn hắn mấy cái này thôn nhìn đâu áo loại chuyện này mấy cái thôn thôn ủy cộng thêm đại đa số nông hộ hẳn là đều biết duy chỉ có một người không biết Tần Ngư lườm lại chính nghĩa đám người bóng lưng, khi dễ cha nàng nghe không được a. À. Bờ sông, Tần Ngư thấy được chân đạp phấn hồng áo ngực mèo con. Cái này tư thế vốn nên xoái khí, có thế hai cái chân đều dẫm. Nàng nhìn thấy nó tại phấn hồng áo ngực trên bánh bao cào một cái xiên. Thấy được nàng tới, mèo con nâng nâng cầm, lấy được, lợi hại đi. Là lợi hại. Tần ngư nhìn thấy nó khóe miệng còn có màng thầu mảnh, nhưng cũng lười nói, dù sao mèo này tôn nghiêm giá trị khá cao ngươi nói hắn hắn sẽ cảm thấy bị vũ nhục khẳng định sẽ trở mặt nói đi ngươi muốn cái này màng thầu tráo tráo làm cái gì là không phải là muốn đem tráo tráo thả lại xuân trong chăn mèo một bộ ta đã xem thấu nét mặt của ngươi để chỗ nào không trọng yếu trọng yếu chính là có thể hay không bị người trông thấy ban đêm trong trấn sẽ có người tới những người này nhất định sẽ ăn tiệc uống say cũng nên đưa trở về phòng đi mèo hừ nhẹ ngươi làm sao xác định đến lúc đó nhất định là lại chính nghĩa đưa lại xuân trở về phòng tần ngư tại sao muốn là lại chính nghĩa người khác không được mèo sững sờ tần ngư mỉm cười nhặt lên một cục đá tại đầu ngón tay thưởng thức nói là người khác càng tốt hơn lời đồn lên lòng nghi ngờ lên phẫn nộ cùng khuất nhục theo nhau mà đến liền nhất định sẽ ra sau đó trả thù nam nhân a à, ở phương diện này độ lượng luôn là giống nhau theo ta được biết nữ nhân độ lượng càng nhỏ hơn ngươi không phải liền là ghi hận hắn tương lai sẽ hại nhà các ngươi a à. còn có hắn cởi ta ba cái nút áo mèo giật mình ngươi biết a à, chuyện này còn may mà ta cứu ngươi đâu nếu không coi như dung mạo ngươi xấu hắn cũng nhất định sẽ bụng đói ăn quàng tần ngươi quay đầu nhìn nó ngươi ngay từ đầu không có tranh công Nói rõ chuyện này không phải là bởi vì ngươi, là kia cá ướp muối khô đi, hắn là bị huân chạy ngươi ít lĩnh công lao. Tay vung lên, tảng đá nước phiêu đánh ở trên mặt nước. Bốn năm cái, bọc nước rất xinh đẹp. Mèo biểu môi, ngươi thông minh. Ngươi thông minh còn không phải đem tương lai của mình khiến cho rối tinh rối mù. Áo, xem ra đối tiện nhân này số một ngươi coi như thành thạo điêu luyện, nhiều năm tình phụ kiếp sống là một trận tu hành A. À. Tần Ngư Ngươi muốn nói cái gì? Mèo Ta ngửi thấy trên người ngươi huyết khí Tần Ngư Sát khí của ta có rõ ràng như vậy Mèo mười phần phấn khởi Ngươi đến đại di mụ Tần Ngư lập tức sắc mặt đại biến Sờ một cái quần Toàn bộ mặt đều tái rồi Sám xịt lui về nhà thay xong quần tần ngư đối mèo con hết sức thống hận, các ngươi thần cũng bị ổi như vậy mèo con nhếch miệng cười một tiếng đến đại di mụ là công việc tốt a à, ngươi vận khí thay đổi thời điểm đến sớm ta còn tưởng rằng muốn chờ một tháng đâu hả tần ngư kinh ngạc nghiêm túc nhìn cái này mèo kiểu nói này làm sao tới ta đã nói rồi ngươi là trời tuyển người là ông trời chú định muốn tới phụ tá ta hoàn thành trạm yêu trừ ma đại nghiệp lớn chúng ta chiến trường không tại các ngươi cái này sa đọa vị diện mà tại mặt khác ba nghìn tiểu thế giới vấn đề tới chúng ta đầu tiên muốn đi vào ba nghìn tiểu thế giới làm sao tiến vào đâu đó chính là tần ngư trực tiếp đánh gãy hắn mau xuyên có phải là có một cái siêu cấp xuyên qua hệ thống sau đó tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ liền có ban thưởng thất bại liền có trừng phạt mà ngươi là phụ trách mở ra vị diện phó bản npc mèo ta đều không rõ lắm ngươi đây đều biết rồi tiểu thuyết a trong tiểu thuyết có nhiều rất nhiều, chúng ta cái này sa đọa vị diện chỉ sợ chỗ tốt duy nhất chính là từng cái não động đều rất lớn. Tần ngư một bên giặt quần, một bên tự dẻo chính mình sở tại vị diện, nhưng chợt nhìn về phía mèo nói. Buổi sáng ta cùng cha mẹ nhắc nhở cẩn thận kia lại xuân, ngươi tại bên cạnh nói chuyện, có thế cha mẹ một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ nói ngươi nói chỉ có ta có thế nghe hiểu. Mèo, là ta để ngươi nghe hiểu, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, không biết xấu hổ. Tần Ngư, ăn nàng uống nàng hiện tại còn nằm sấp nàng trên giường lăn qua lăn lại, từ đâu tới tự tin làm càng như vậy. Kỳ thật nàng không phải rất tình nguyện mau xuyên cái gì, một là không xác định loại này không phải bình thường thể nghiệm sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm, hai là nàng trước mắt trong tay nhiều chuyện a. À. Lại xuân chuyện giải quyết, nhà mình cũng phải suy nghĩ phát tài kinh tế là thảo dân tấn thăng địa vị thu hoạch được an toàn bảo hộ lớn nhất cơ sở cùng trực tiếp nhất phương thức, còn có, nàng bài tập còn chưa làm. Nhưng mèo này vừa thay nàng trộn được phấn hồng màng thầu tráo tráo, cũng không thể chọc giận hắn. Ngươi còn chưa nói ta đến đại di mụ cùng mau xuyên ba nghìn tiểu thế giới có quan hệ gì. Mèo con rốt cuộc đến tinh thần, vốn thảnh thơi nằm liệt cấp tốc ngồi dậy hai tay vòng ngực, mở ra thế giới chi môn cần lực lượng, lực lượng phân hai loại, một loại trên tinh thần một loại vật chất trên các ngươi những phàm nhân này thứ nhất không tinh thần thứ hai không có vật chất lực lượng nên làm cái gì bây giờ vậy cũng chỉ có một loại biện pháp chính là thiêu đốt ngươi khí huyết nhưng như ngươi loại này yếu gà máu ném nhiều khẳng định ở ra rắm vậy cũng chỉ có thể chọn ngươi đến đại di mụ thời điểm những cái kia máu không dùng thì phí tần ngư ta nghe thế nào cảm giác khẩu vị rất nặng mau xuyên hệ thống dùng đại di mụ máu hủy bỏ phong ấn. Nàng cảm thấy xấu hổ độ bạo biểu. Mèo mặt không biểu tình. Dù sao không phải ta phát minh ngươi muốn nhã rảnh liền đi nhã rảnh quan âm kia lão nương nhóm. Quan âm như lai ngọc đế cái gì tần ngư luôn cảm thấy là mèo này đang ở trang ít, tùy tiện nghe một chút coi như xong. Kỳ thật liền xem như xuyên qua ba nghìn thế giới, nàng cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Được thôi, muốn làm sao làm cần ta tích lũy 7 ngày bờ vờ sờ cho ngươi sao? Mèo Vừa mới ngươi kia một mặt đỏ bừng thuần khiết không chịu được nhục nhã biểu lộ đều là làm ra đến sao? Đúng rồi, nếu ta xuyên đi 3.000 tiểu thế giới, vậy ta đây bên cạnh hiện thực. Mèo đang muốn nói chuyện. Tần ngư tự hỏi tự trả lời. Thời gian đình chỉ đúng không? Mèo nổi giận, có thể hay không đừng nhìn những cái kia nhàm chán rác rưỡi tiểu thuyết không có thực tiễn kinh nghiệm hết thảy đều là nghĩ viễn vông. Dù sao ta lát nữa cách làm, ngươi đừng quấy rầy ta, không phải ta cào chết ngươi. Mèo phải làm pháp, chính giặt sạch quần tần ngư cũng dự định sửa sang lại chuẩn bị mau xuyên, nhưng chợt nhìn thấy chạy phía trước qua thật nhiều thôn dân. Gọi bên trong phản phất đề cập, tần viễn đem lại xuân đánh. Tần ngư lập tức biến sắc. Mấy cái độc giả của một mực tại lo lắng bản này thành tích không bằng thịnh đường, nói như thế nào đây, ta biết mở đầu thành tích không tốt cũng ít người ủng hộ tăng thêm thân thể ta không tốt không thể nhiều càng tẻ ngắt rất bình thường bọn hắn sợ ta thật vất vả v năm lại rơi xuống ta cũng lo lắng nhưng loại chuyện này lo lắng cũng vô dụng bởi vì trước mắt hoàn cảnh như thế người khác nguyện ý giúp ngươi là may mắn không nguyện ý cũng là bản phận mà lại hỗ trợ tuyên truyền phải tốn thật nhiều tiền cho nên đối với cái này ta cũng không sầu lo thậm chí cảm thấy đến dạng này cũng có thể mặt ngoài thành tích tốt, trình độ cũng lớn, còn bảo các độc giả lãng phí tiền, ta càng ấy nấy. Nhưng có một chút muốn nhắc lại. Rất nhiều người đều càng thích có CP cái gì, cũng là ưa thích cá nhân, cũng không cưỡng cầu được, nhưng ta viết sách cùng đọc sách là cùng yêu đương đồng dạng chuyện, nếu có tình cảm, vậy liền giảng cứu ngươi tình ta nguyện, nếu như không có tình cảm, đó chính là bán mình, bán mình đưa tiền, cho nên bản này sẽ kiên trì phòng trộn nếu như bởi vì cái này dọa chạy một đám người, ta cũng chỉ có thể tiếc nuối, lại thuận tiện nói rằng rất nhiều độc giả tiểu cô nương chạy tới nói với ta thịnh đường. Vừa xong kết TXCT liền ra bày trong còn có người dẫn đầu lẫn nhau gửi đi cũng có chuyện nhờ TXCT chia sẻ còn gọi nói nhìn một quyển sách làm sao đắt như vậy, ta có thể nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói, loại này không đặt mua liền đợi đến kết thúc có người đưa TXT lập tức nhìn thoải mái độc giả xưa nay sẽ không cấp tác giả bất luận cái gì chính năng lượng, lại chẳng hạn như bọn hắn cảm thấy nhìn một quyển sách muốn mấy chục một trăm khối cảm thấy siêu đắt tác giả hấp huyết quỷ thời điểm, tác giả choáng đầu buồn nông mấy tháng xương cổ đột xuất đi bệnh viện tùy tiện kiểm tra mấy lần cũng mấy trăm một nghìn, làm một nhóm mệt mỏi một nhóm, đây không phải quan vinh chuyện, không đáng nói ra. Để cho người ta đồng tình đưa tiền, nhưng làm cái gì đều giảng cứu lao động thu nhập, quốc gia luật pháp hợp lý ủng hộ ta cũng coi là hợp lý khiếu nại đi, hy vọng những độc giả này có thể suy bụng ta ra bụng người, nghĩ nghĩ công tác của các ngươi, hoặc là tương lai công tác, thử đi thông cảm người khác, cũng thông cảm nghiêm túc cố gắng dùng yêu thích kiếm tiền nghiêm túc gõ chữ cũng không phải là tay không bắt sói các tác giả, sau đó lại lần nữa cảm ơn một mực tại chính bản ủng hộ tất cả. Tiểu tiên nữ tiểu xuất ca nhóm, cảm ơn mọi người ngày mai bằng hữu của ta kết hôn, nhìn ra lại muốn giết chó, thuận ai ai ôi chao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Làm ruộng liên quan đến vinh nhục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tần viễn sẽ đánh lại Xuân, tất nhiên sẽ không là bởi vì loại thứ hai lý do, chỉ có thể là bởi vì hắn nghĩ khi dễ vu sanh. Vốn tần viễn cùng vu sanh cách không xa, Cần phải ủ phân thời điểm, Tần Viễn đi ra chút, cũng cứ như vậy một hồi, cho lại xuân thời cơ lợi dụng, nhưng lại xuân cũng không nghĩ tới Tần Viễn lại nhanh như vậy trở về. Tần Viễn vẫn luôn nhớ kỹ chuyện hồi sáng này, hắn sau khi rời giường, nhìn thấy luôn luôn lạnh lùng nữ nhi kéo hắn đi qua, viết mấy chữ cho hắn. Hắn vừa thấy liền hiểu, lúc ấy còn rất phẫn nộ, nhưng lúc này là may mắn, may mắn chính mình tại khi còn bé mất thông trước còn đi học, nhận ra mấy chữ có thể hiểu nữ nhi ý tứ, vừa mới tâm thần không yên, mới bỏ xuống vừa mới chất thành một đống phân về đến, vừa vặn trông thấy thôn bên cạnh lại xuân đối vợ hắn lôi lôi kéo kéo, vợ không thể nói chuyện, cũng tự không thể la lên. Nếu là lại chậm một hồi, tần viễn muốn giết lại xuân, lúc ấy liền bổ nhào qua đánh. Tần ngư đến thời điểm, ruộng bên cạnh đã vây quanh rất nhiều người, không ít người khuyên can, nhưng càng nhiều người chỉ rõ xem kịch vui, mẹ của nàng một mực tại lôi kéo Tần Viễn. Lại Xuân rất chật vật, dù sao Tần Viễn nhân cao mã đại, mấy cái nắm đấm đem hắn đánh ngã, có lẽ nhiều người mất mặt, Lại Xuân đặc biệt giữ tợn, gào thét muốn dẫn người đến đánh hắn. Cũng là đúng dịp, Lại Chính Nghĩa cùng thúc Nội thôn một số người vừa lúc ở gần đây, nghe được động tĩnh đến đây, nhìn thấy chính mình luôn luôn yêu thương chất tử bị người đánh cho giống như đầu heo, lập tức nổi giận. Một mảnh ầm ĩ bên trong, tần gia vợ chồng bị vây công giống như tần ngư thật xa liền thấy tình cảnh như vậy trong lòng không phải không phẫn nộ nhưng cũng biết trước mắt nhà bọn hắn căn cơ quá nhỏ bé hiện tại còn không thể va chạm lại da ngươi trốn trước để tránh bại lộ tần ngư cẩn thận sợ mèo này lui tới lại da nếu là bị người nhìn thấy sẽ liên tưởng đến nhà bọn hắn dưới mắt trước tránh một chút tốt Mèo con còn nghĩ lấy người này có thể hay không xin giúp đỡ chính mình giải quyết trước mắt cục diện đâu, không nghĩ tới sẽ để cho nó né tránh. Nói cho cùng còn không phải xem thường nó. Hừ. Mèo con cũng là khí, một phát liền chạy vào trong bụi cỏ. Ngươi tiểu tổ tông liền yên tĩnh ngồi sổng nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tần Ngư không có quản nó, trực tiếp xông vào đám người, tại lại chính nghĩa phát tác muốn để Tần Viễn trả giá thật lớn thời điểm. Cha ngươi thế nào? Hắn đánh ngươi nữa. Ta liền biết. Tên bại hoại này, chính mình làm chuyện xấu sợ chúng ta nói ra, liền muốn đánh ngươi. Mới 16 tuổi thiếu nữ phẫn nộ không được, mập sống lượng nhỏ, nhưng nhiều người ở đây a, à, nàng vừa đến đã gào một cuốn họng, bỗng nhiên đem người lực chú ý hấp dẫn tới. Chủ yếu là nàng gào nội dung rất có tin tức hàm lượng làm chuyện xấu. Giết chuyện xấu. Khi dễ tần gia nàng dâu giống như không phải a à, nghe giống như là nhược điểm gì lại xuân cũng là kinh ngạc phản ứng đầu tiên là chính mình trước đó tại phế địa ngẫu nhiên trông thấy tiểu nha đầu này ngã xuống đất liền muốn chiếm tiện nghi chuyện có phải là bị biết nghĩ lại cũng không đúng a à. lúc ấy nàng ngất đi gần đây cũng không ai vậy là chuyện gì dù không nghĩ ra được nhưng có tật giật mình lại xuân lúc ấy sắc mặt liền thay đổi sau đó mới tức đến nổ phổi xuống nha đầu ngươi nói bậy bạ gì đó ngươi đây là nói xấu thúc cái này toàn gia thực sự là lại chính nghĩa cũng sinh khí nhà mình chất tử chuyện xấu thật nhiều có thế cũng không phải cái này từng gia cha con mặt hàng này có thể khi dễ không phải mặt mũi của hắn để vào đâu chính muốn nói gì chợt thấy tiểu nha đầu kia dùng một loại ánh mắt lộ vẽ rất kỳ quái nhìn hắn giống như muốn nói lại thôi giống như lại có đồng tình cái gì dù sao cùng hắn có quan hệ. Vẻ mặt này cùng ánh mắt mẹ nó thành tinh, hắn làm sao lại lập tức não bổ nhiều như vậy chứ? Dù sao trong lòng nhất thời có ngật đáp. Tần gia nha đầu, ngươi nói nhăn gì đấy, nhà chúng ta Xuân Nhi có thế chính trực thật sự, không có làm chuyện xấu, ngược lại là cha ngươi. Tần ngư lập tức yếu ớt đến ông lấy chính mình cha ruột vòng eo, mắt đỏ đánh gãy hắn. Nếu như không phải hắn có tật giật mình, tại sao phải đánh cha ta? mẹ hắn là cha ngươi đánh ta lại xuân kêu gào ngươi không có làm chuyện xấu cha ta làm gì đánh ngươi nghe tới thế nhưng không có tật xấu lại xuân tức giận đến không được xong lại liền muốn đánh tần ngư cái tác nhưng tần viễn hướng tần ngư phía trước một đứng một mặt phẫn nộ ngươi muốn làm cái gì dám đã thương nữ nhi của ta ta đem ngươi đánh thành thịt nát hắn nghe không được tần ngư trước đó nhưng đã hiểu nàng ý tứ, không thể nhấc lên chính mình nàng dâu. Cho nên vừa mới hắn bị người vây quanh cũng không có nhắc tới ngọn nguồn vì sao đánh lại Xuân. Nói thật cái này tần viễn thể trạng cùng cường tráng tại mấy cái thôn đều nổi danh, đây cũng là người ta nghèo thì nghèo, lại cũng không có người nào dám chân chính đối vu sanh động thủ động cướp nguyên nhân căn bản. Lại Xuân dọa đến lui về sau bước, tần ngư ở trong lòng yên lặng cấp nhà mình lão cha điểm tán, đánh thành thịt nát. Cái này bá khí có thể nhưng trong miệng nàng cũng cao giọng nói. Đảng Trung ương mới vừa đưa ra tám vinh tám nhục, trong đó có lấy vất vả cần cù lao động làm vinh, lấy ham ăn biến làm lấy làm nhục. Chúng ta Trung Quốc có 13 trăm triệu nhân khẩu, nhất là chúng ta này khu, trong 3 năm khí hậu không tốt, nhiều lần có bão cùng sâu bệnh, lương thực sản lượng nông nghiệp thực phẩm còn theo không kịp quốc gia cần, làm ruộng là chúng ta lão bách tính nhiệm vụ thiết yếu, có thế người bao nhiêu tuổi. Bình thường không trồng ruộng, Cả ngày không có việc gì, ngươi xứng đáng ngươi thúc thúc lại thôn trưởng một phen dạy bảo, xứng đáng nhân dân, xứng đáng chúng ta Trung Hoa nhân dân Cộng hòa quốc sao? Lòng đầy căm phẫn, âm vang hữu lực. Các thôn dân một mặt mộng bức, thôn ủy nhóm một mặt chấn kinh. Lần thứ nhất cảm thấy làm ruộng là như thế quan vinh mà vĩ đại sự nghiệp. Lại chính nghĩa nghẹn họng nhìn trân trối, kịp phản ứng sau vừa muốn nói gì, lại không lời có thể nói. Nói đảng không đúng vẫn là nói đúng rồi 333, cách đó không xa có người vỗ tay lại chính nghĩa xem xét sắc mặt chìm vị kia truyền thuyết yêu thích học đòi văn vẽ lại kiên quyết giữ gìn đảng trung ương nông nghiệp chính sách trên trấn thứ nhất nông tiêu thụ nhà giàu chính một mặt tán thưởng phải xem lấy thổ bất lạp kỹ thiếu nữ lại dẫn người bước nhanh đi tới tốt nói hay lắm chúng ta lão bách tính làm ruộng là thực sự a à, quốc gia cũng ủng hộ chúng ta làm ruộng các ngươi đem ruộng làm tốt chúng ta những người này mới có thể đem những này nông sản bán được địa phương khác đi. Cấp người dân lao động sáng tạo lợi nhuận, cải thiện cuộc sống của các ngươi trình độ. Tần ngư phụ hòa, cùng hắn cùng một chỗ hô. Mọi người cần cù làm giàu, cùng một chỗ chạy khá giả, chung sáng tạo chủ nghĩa xã hội hài hòa xã hội. Ăn ý a, à, thật sự là ăn ý. Bụng phệ nhưng rất có chính khí cảm giác bao lão bản nhìn tần ngư càng phát ra thuận mắt. Cái này một thuận mắt, lại gia thúc cháu liền thầm kêu không xong. Cái này tần gia nha đầu mẹ nó thành tinh A. Bao lão bản vốn là không nhận ra tần ngư một nhà nhưng thông qua tinh thần diện mạo cùng hắn một đường tiểu cô nương lại nhận biết người ta phụ mẫu, xem xét, ai u, khó lường A, cha ruột khóc xoái mẹ ruột mỹ mạo, xem xét chính là người tốt. Lại hỏi một chút, đúng là thân có tàn tật, bao lão bản lập tức cảm giác liền phức tạp nhưng nhìn nhìn lại lại xuân làm ăn a, à, con mắt độc đây, vài phút xem thấu lại xuân bản tính, lại nhìn vu sanh mỹ mạo, trong lòng liền đoán cái bảy chín không rời mười. hắn thuận miệng nói, ta nhìn tần viễn huynh đệ người thành thật nha, nhìn đất này cũng làm rất khá, yêu trồng trọt cần cù lại thành thật, sẽ không ra sai lầm, ngược lại là lại thôn trưởng ngươi đến quản quản nhà mình chất tử u. hắn biểu lộ rất rõ ràng không quá cao hứng, lại chính nghĩa bận biểu cười làm lành, đem việc lớn việc nhỏ đều hóa còn thuận tiện nghĩ vỗ vỗ tầng viễn đầu vai biểu thị trấn an nhưng vóc dáng thấp cực kỳ sửng sốt đưa tay có chút xấu hổ cái này là chuyện nhỏ tiểu xuân không hiểu chuyện đúng bao lão bản chúng ta vừa mới nhắc tới muốn thu chúng ta mấy cái thôn nông sản chúng ta không bằng tiếp tục bao lão bản cũng không muốn lãng phí thời gian gật gật đầu đang muốn đi chợt nghe gặp cái nào đó tám vinh tám nhục tiểu cô nương hỏi mình mụ mụ mẹ bọn hắn là đến thu đồ ăn sao nhà chúng ta sẽ bị thu sao vì cái gì đều không ai nói cho chúng ta biết a à, bao lão bản nhìn sắc mặt mất tự nhiên lại chính nghĩa cùng trúc nội thôn thôn ủy đám người một chút hắn cũng không phải mở thiện đường không đến thấy ai cũng giúp một cái cũng không phải thánh phụ có thế chuyện này dễ dàng bại lộ mấy cái này thôn ủy làm việc không đáng tin cậy tần gia đều như vậy còn khi dễ đạo đức phẩm chất cũng bất quá quan kinh thương liền sợ loại này đạo đức người không tốt. Tần ngư vốn cũng không có nắm chắc, dù sao nàng chỉ biết là cái này bao lão bản làm người danh tiếng không sai, tại trên trấn sản nghiệp cũng không nhỏ, trọng yếu nhất chính là, người này có chút kỳ hoa. Vừa mới ngẫu nhiên nhìn thấy đối phương mang tính tiêu chí ngây thơ bề ngoài mới nghĩ đến là hắn, cũng mới phát giác được là một cái kỳ ngộ. Nhưng cái này bao lão bản tương lai cũng không tốt, toàn bộ phô trương có thể bao trùm mấy cái trấn nông nghiệp dây chuyền sản nghiệp đều bị người nuốt, một chút nội tình nàng cũng có thể ẩn ẩn biết một chút. Nàng là liều một phen, nhìn có thể hay không cấp nhà mình hoặc là đối phương một cái nho nhỏ chuyển cơ. Kết quả là cái gì? Là bao lão bản quay người đi ra mấy bước, chợt bước chân rẽ ngang, đến tầng gia ruộng một bên, những này khoai lang là nhà các ngươi. Hắn hỏi tầng viễn vợ chồng. Lại chính nghĩa gấp, bao lão bản, khi tần viễn liền một kẻ điếc đâu có thế phiền toái ngài đúng vậy a à, bao tiên sinh đây là nhà chúng ta nhà chúng ta khoai lang có thế ngọt cái đầu cũng lớn ta bảo ba ba móc ra mấy cái cho ngươi xem một chút được không cha ruột nghe không được thiếu nữ ta tai thính mắt tinh a à. tần ngư mở miệng chính là bao tiên sinh tiên sinh xưng hô thế này thực sự là không có chút nào thổ ha vẫn nghĩ cho mình thăng hoa thành người làm công tác văn hóa bao lão bản cảm thấy tiểu cô nương này quả thực không thể lại thuận mắt. Có thể có thể. Bao lão bản vui không thắng thu. Tần Ngư lấy ra quyển sách nhỏ viết chữ cho Tần Viễn nhìn, Tần Viễn đã hiểu, hướng bao lão bản cười cười, xuống đất đào khoai lang, động tác lưu loát xinh đẹp. A, à, còn biết chữ đâu, chính là đáng tiếc. Bất quá loại người này cũng trung thực, sẽ không ra yêu thiêu thân càng không làm được lấy hàng kém thay hàng tốt chuyện này bao lão bản rất mau nhìn đến khoai lang quả nhiên cái đầu rất lớn mà lại tầng viễn trên người tiểu đao một gọt gọt ra sạch sẽ một khối đưa cho hắn ăn một lần không sai không sai thôn chúng ta bên này ruộng đồng đất đai thích hợp trồng khoai lang gần nhất đông khoai lang thành thục tăng thêm trời nắng lượng mưa phù hợp các nhà đều như vậy đúng không Tần ngư đặc biệt cấp còn lại thôn dân nói mấy câu còn kêu gọi bọn họ. Một đám người lập tức mảnh gật đầu, vây đi lên phụ họa. Rất náo nhiệt A, à, vui vẻ phồn vinh. Bị chen ở bên ngoài hai cái thôn trưởng cùng thôn trưởng chất tử. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Phòng Hoàng Kim, E-2222 Hôm nay uống rượu mừng, về nhà chậm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com thành công bị mua tất cả khoai lang cùng cái khác một chút rau quả chuẩn bị hai ngày này thành giao tần viễn vợ chồng tâm tình rất tốt, một trái một phải mang theo nữ nhi về nhà, ánh nắng vẫy xuống trên người bọn hắn, tốt đẹp như thế. Trong bụi cỏ ngồi sổng mèo, vì cái gì còn không qua đây tìm ta? Có phải là không giải quyết được? Không giải quyết được có thể tìm ta à, ta có thể xuất thủ, ai, có phải hay không ngượng ngùng? Niệm niệm lại nhảy bên trong, đêm tối. Tâm tình rất cốt, vơi tốt phơi tốt quần đồng thời ăn một bữa mỹ mỹ khoai lang cơm, Tần Ngư chuẩn bị rửa sạch bát đũa trở về phòng làm một chút yoga ma luyện một chút dáng người ma quỷ. Kẻo kẹt. Cửa bị đẩy ra toàn thân chật vật mèo con ở ngoài cửa thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người một nhà. Đúng rồi, bên ngoài trời mưa. Tần Ngư. Cái kia, không cẩn thận quên đi. Mèo a, bên này có khoai lang cơm, còn có cá khô. Ăn không? ngươi đại gia, không ăn. Mèo phẫn nộ gãi cánh cửa thét lên. Vu xanh nhìn nó toàn thân ướt dầm về, cũng là đáng thương, đi nấu nước nóng cho nó tắm rửa. Tần viễn yên lặng đứng dậy chuẩn bị cho nó đồ ăn. Tần ngư hậm hực tiến lên, thật không ăn. Mèo con. Mau mau cút. Tần ngư xoay người rời đi. Mèo con. Cuối cùng vẫn là tắm rửa, ăn cơm, bụng tròn trịa mà lăn đến tần ngư gian phòng ngươi ra ngoài, ta muốn chuẩn bị pháp thuật, đây là chúng ta thần cơ mật, quyết không thể lộ ra ngoài, nhìn sẽ rất thảm. Sẽ như thế nào? Sẽ mang thai, ngươi sợ sao? Mèo con cũng không muốn lại trì hoãn, cái này phàm nhân nhà phá sự không ít, cái gì khoai lang cái gì bài tập cái gì gì đó, lại kéo lấy, hệ thống đều rỉ xét. Ra ngoài liền ra ngoài chứ sao? Tần ngư ra cửa, rẽ trái đến lầu hai ban công nhón chân lên đến bên cửa sổ liếc thấy gặp bụng tròn vo mèo con giáo giác leo đến cánh cửa phía dưới nhìn, xác định bên ngoài không người mới đứng dậy, hết sức nghiêm túc trịnh trọng đến nhảy lên giường, mũi chân điểm một cái, xoay quanh, giơ tay lên, lấy nữ thần triệu hoáng tư thái. Ba lạp lạp năng lượng. Ô đặt kéo hoa nhài hoa nhài thẻ quan âm đẹp nhất đẹp nhất siêu cấp đẹp, thay tầng ngư cái này vung so hủy bỏ phong ấn đi, ta phòng hoàng kim. Ông. Kim quang. Rất yếu ớt nhưng một nháy mắt, Tần Ngư cảm giác được chính mình toàn thân khí huyết phản phất đều bị hút đi. Sau đó một giây sau cùng xoay quanh triệu hoán sau mèo con đối mắt. Cái nhìn kia rất có chớp mắt vạn năm số mệnh cảm giác. Chấn kinh, rất khiếp sợ. Phản phất nhận lấy cường đại nghệ thuật hung đúc, chỉnh cái linh hồn đều bị gột rửa. Vung so, đi vào, ta chống đỡ không được bao lâu. Mèo con cũng không lo được xấu hổ, hô to, Tần Ngư bận biểu chạy vào trong phòng. Nhanh nhanh nhanh, nhìn con mắt của ta. Màu phân xanh. Phân xanh ngươi tê liệt. Mèo nổi giận, một móng vuốt cào tới. Gương mặt trong đau đớn, Tần Ngư chợt thu nhỏ, biến thành một vệt ánh sáng, bay vào mắt mèo bên trong. Mau xuyên thế giới là một cái phòng hoàng kim. Hoàng kim đầy rẫy, vách tường là hoàng kim làm, phía trên có tranh, tranh cũng là màu sắc khác nhau cấp độ hoàng kim phù khắc họa, còn có pho tượng vàng điêu ngọc đá, hết sức hoa mỹ. Chính là không gian không quá lớn, coi như cũng liền 50 bình phương đi. Tần Ngư, đều là hoàng kim, các ngươi thần cũng như thế sốc nổi a. À. Mèo con, Phật gia tố kim thân ngươi không biết, mà lại với các ngươi phàm nhân hoàng kim là tiền, tại chúng ta thần, hoàng kim đó chính là cặn bã. Tần Ngư như có điều suy nghĩ. Có chút không tốt lắm ý tứ nhưng thật là nguyện vọng rất mãnh liệt. Các ngươi thần thích đem cặn bã bôi trên tường sao? Yêu thích thật đặc biệt, còn có ta có thể móc xuống một miếng cặn bã mang đi ra ngoài sao? Đủ chưa? Ngậm miệng. Mèo nộ Trừng Tần Ngư, ngươi nghiêm túc chút. Mau tới đây nhận lấy nhiệm vụ. Phòng hoàng kim trong có một cái lớn bàn quay, nhìn có chút đơn sơ, là đầu gỗ làm, thoáng nhìn giống như là thuyền bánh lái nhân sinh tựa như là một lần đi xa, nhất định phải thời khắc nắm chắc tay lái, nó chính là của ngươi tay lái, nhân sinh của ngươi thay đổi liền theo nó bắt đầu. Mèo nghiêm túc thận trọng, tần ngư cũng khó được khẩn trương mấy phần, lời này của ngươi ta giống như ở Baidu tìm kiếm bên trong nhìn qua. Ngươi đừng trừng ta, ta quá khẩn trương cần hòa hoãn một chút cảm xúc. Nàng đích xác có chút khẩn trương, bởi vì trên tay lái phân ra 12 cái trục lái, chỉ có một cái mũi tên cái này cũng mang ý nghĩa nàng lần đầu tiên xuyên việc rất có thể là cái này 12 một trong. Vạn nhất nàng chọn được cái gì tận thế đâu. Phi, ngươi loại trình độ này làm sao có thể lựa chọn đến tận thế, đẳng cấp của ngươi không đủ. Nhiệm vụ là ngươi sau khi xuyên qua sau mới biết được, nó sẽ trước xác định ngươi đi đâu một cái trong 3.000 tiểu thế giới, bất quá ta nhất định phải nói cho ngươi, lần thứ nhất mau xuyên nhiệm vụ cũng chính là tân thủ nhiệm vụ, nó sẽ căn cứ ngươi tân thủ biểu hiện xác định ngươi. Xác định cái gì? Mèo con dừng lại, nói. Xác định ngươi có hay không bồi dưỡng giá trị. Tần ngư nhíu mày. Rõ ràng là rất nguy hiểm, thật có hại chuyện, ngươi tại sao phải nói thật giống như là ta chiếm tiện nghi, mà lại ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trong thấy được dối trá, cho nên nhiệm vụ lần này thất bại, có phải là trừng phạt rất nghiêm trọng. Chán ghét ngươi liền không thể xuẩn một điểm. Trước kia làm sao lại phán định nữ nhân này là cái ngu xuẩn đâu? Chẳng lẽ một bộ phận tương lai ký ức đối ảnh hưởng của nàng lớn như vậy? Mèo con liền buồn bực nhưng cũng không nói gì, chỉ sụ mặt. Ngươi sau khi xuyên qua, tự nhiên sẽ biết chính mình nhiệm vụ, mà ngươi ba nghìn tiểu thế giới bên trong thời gian sẽ bị phòng hoàng kim trì hoãn thay thế thành thế giới hiện thực. Thời gian bây giờ tốc độ chảy đại khái là 12 sau so 1, cũng chính là 12 giờ so với ngươi bên này 1 giờ. Tần Ngư tính toán hạ. Ta sáng mai muốn 5 giờ rời giường đi đường bên ngoài chờ xe đi trấn trên đi học, hiện tại là 8 giờ tối, còn có 9 giờ. Mèo con tấp tốc ra kết luận. Đó chính là 9 ngày thời gian. Tần Ngư sửng sốt một chút, nghiêm túc tính toán xong mới ung dung hỏi. Các ngươi thiên giới không có số học lão sư đi, không phải 4 ngày rưỡi sao? Cái này liền có chút lúng túng. Mèo trầm mặt xuống, đột nhiên dùng vuốt mèo bắt lấy tầng ngư tay bỗng nhiên nhất chuyển tay lái kia. Chán ghét chết rồi, cút đi ngươi. Bánh lái mũi tên dừng thời điểm, tầng ngư phát hiện mình lại biến mất tại chỗ, phản phất tiếng một cái đường hầm, rất chen chúc, chen lấn nàng dịch vị đều muốn phun ra. Trước mắt ánh mắt lập tức thay đổi thời điểm, nàng nhìn thấy xanh thẳm một mảnh. Cái gì? Nước. Giật nảy mình, nàng kém chút một đầu ngã vào trong nước biển. Đây là trên biển, mà lại nàng tại trên một con thuyền. Trong đầu truyền đến mèo thanh âm. Thế giới song song E 2222, thế giới bối cảnh. Người bình thường hiện đại khoa kỹ thế giới, phó bản bối cảnh là E 2222 thế giới tên đài truyền hình sầu riêng đài chuẩn bị mạo hiểm cầu sinh game show, cầu sinh đi, chuối tiêu, tân thủ đạo nhập thân phận vì người mới nhiệm vụ chính tuyến vì tìm tới cố chủ đồng thời trợ giúp đối phương thành công vượt qua cái này game show, cơ sở thành công ban thưởng vì hai điểm thuộc tính. Mèo con thanh âm 10 phần lãnh khốc, cực kỳ giống trong trò chơi phó bản NPC. Tần Ngư cũng là không thèm để ý cái này, dù sao nàng cùng con mèo này cũng chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác đi. Nàng tại suy đoán cái này nhắc nhở tin tức. Chỉ những thứ này. Ngươi còn muốn thế nào? ngu xuẩn mới cần lão sư tay nắm tay giáo, lần thứ nhất tân thủ nhiệm vụ muốn chính là sơ bộ thăm dò ra các ngươi năng lực bản thân, sau đó từng bước một. Từng bước một thế nào? Tần ngư trong đầu nhìn như bân quơ nói. Từng bước một đem các ngươi những này ngu xuẩn điều giáo thành chẳng phải như vậy ngu xuẩn, ha ha ha. Tần ngư cơ hồ có thể tưởng tượng ra con nào đó mèo đắc ý cười to biểu lộ bao. Càng che càng lộ. Xà tinh bệnh ngốc bạch ngọt. Tần Ngư cũng không hỏi nhiều, dù sao nàng tính cách liền tương đối muộn tao, trước mắt thấy theo mèo con trên người bộ hỏi không ra cái gì, liền thẳng người che miệng lại, làm bộ nôn mửa. Bởi vì có người đến. "A, à, ngươi say sóng." Có một cái nhân viên công tác đến đây, người mới cái từ này Tần Ngư vẫn là hiểu dù sao nàng sống đến chết ngày đó còn thuộc về giải trí phát đạt tin tức bạo tạc một ngày, cái gọi là sinh tồn loại game show vẫn là có nhìn qua một hai lần. Bất quá cũng giới hạn tại biết đây là vì minh tinh biểu hiện ra đói bụng cùng như thế nào tìm ăn sâu ngôi cao. Đối với một cái tại trong nông thôn qua rất nhiều năm khổ cực thôn cô tới nói, nàng luôn cảm thấy loại này tiết mục có chút không ốm mà trên hương vị, bởi vậy luôn luôn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không nghĩ tới. Nàng cũng có hôm nay. Không có ý tứ, liền là vừa vặn cảm thấy không quá dễ chịu, để ngươi lo lắng. Hiện tại Tần Ngư cũng không có cái gì tồn tại cảm, Người mới A, à, chính là người bình thường, cùng ngành giải trí không đáp giác cái này tần ngư có thế liên lụy lần này, cầu sinh đi, chuối tiêu, game show, cũng là bởi vì vận khí cức chó bạo tạc, sửng sốt theo cả nước hải tuyển 30 vạn người bên trong lấy được may mắn thẻ. Bất quá! Cái này đoán chừng là phòng hoàng kim cường đại vận mệnh lực lượng làm tệ. Tần Ngư theo cái này nhân viên công tác kính trâm trong thấy được mình bây giờ bề ngoài, ước chừng chính là tại 16 tuổi thiếu nữ cơ sở trên báo cáo hơn 2 tuổi, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Có chút thổ, bình thường không đáng chú ý. Ai, liền không thể cho nàng thay cái túi da sao? Coi như không mỹ mạo cũng phải ngực lớn a, à, bằng không nàng liền có thể theo vị đại thúc này trên mặt nhìn thấy một điểm thương tiếc, mà không phải không kiên nhẫn, phản phất tại nói mẹ nó ngươi nếu là say sống đợi chút nữa ta liền đem ngươi co ném trở về đổi một cái mang tư tiến tổ đời thứ hai tới. Thế là, Tần Ngư ở trong lòng chuyển hai cái tâm tư liền nhanh chóng cho mình chụp vào một cái nhu thuận không gây sự mà rất khéo hiểu lòng người có lễ phép tiểu muội muội người thiết tới. Đại thúc quả nhiên coi như ăn bộ này, thuận miệng nói. Chính mình chú ý điểm, chúng ta đều bề bộn nhiều việc, không có gì tinh lực lại đi giày vò cái khác. Tần ngư miệng đầy đáp ứng, không ổn ẻn không chất phát, rất trầm ổn giống như. Đại thúc hài lòng, thế là đi. Tần ngư lúc này mới có thời gian dò xét trước mắt vị trí hoàn cảnh. Đầu tiên, thuyền là không tồi, chính là cùng phía trước kia chiếc xa hoa du thuyền không so được. Sau đó nơi này đích thật là hải vực, nhìn nước chất cùng trời xanh mây trắng không khí chất lượng, chính là hải nam những địa phương kia cũng so ra kém. Đại khái là ở nước ngoài có thể đạt được hai cái kết luận, có tiền, giai cấp rõ ràng. Vậy liền mang ý nghĩa nàng phải có hai loại người thiết phương thức biểu đạt, một, không có tiếng tâm gì làm đại sự. Hai, kinh thiên động địa kiếm chuyện. Nàng là muốn đi thứ hai lộ tuyến làm sao vốn liếng không đủ, ngực không lớn eo không thon, không chiêu số a. Vậy liền thứ nhất lộ tuyến đi. Tần Ngư rất nhanh chuẩn bị kết giao nhân mạch hỏi khéo tin tức thế là nàng để mắt tới cách đó không xa đang xem sách người kia. Vừa mới nàng quan sát 30 giây, người này thần sắc mặc dù sầu lo, nhưng cũng không làm việc, trên người cũng không có bất kỳ cái gì công cụ, một mực tại quan sát xung quanh thủy vực, mà lại ngẫu nhiên lộ ra sợ hãi tháng phục biểu lộ, xem thấu cũng không giàu có, nhưng ăn mặc cũng không u ám. Không kiến thức, lo lắng cho mình tại tiết mục trong biểu hiện, đồng thời đi một mình, cần một người chia sẻ cảm xúc. Tần Ngư Ta tới. Thế là nàng đi tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 8 tuyển 1 Áo mưa thiếu nữ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đồng loại đối đồng loại là có bao dung tâm mà lại tần ngư một bộ người vật vô hại yếu đuối không được việc dáng vẽ, đã không uy hiếp lực, lại có thể giải sầu bị cô lập xấu hổ, bởi vậy đối phương đối tần ngư chủ động hữu hảo cũng không kháng cự một phen khách sáo tần ngư cũng liền biết người này một chút tin tức trần thần phong cũng là người mới cùng tần ngư đồng dạng đạp vận khí cất chó khác biệt chính là tần ngư là mang theo không phải bình thường mục đích trải qua thần minh gian lận thông đạo đến trên thực tế trên thế giới này hết thảy tin tức đều rất hư nhưng người này không giống tham gia lần này tiết mục hết thảy bốn cái minh tinh bốn cái người mới người ta tăng thêm trương lị cùng giả thắng, 50 vạn tiền thưởng hẳn là tại giữa bọn hắn quyết ra. Hắn nhắc tới 50 vạn, Tần Ngư cũng liền theo cái này nói một câu cảm khái. 50 vạn a, à, thật nhiều a, à, đáng tiếc năng lực ta quá kém hẳn là rất khó cầm tới. Kỳ thật nàng căn bản không biết cái này 50 vạn là cái quỷ gì, không có nửa điểm tiền đề tri thức cho nàng. Đúng vậy a, à, không tốt cầm, dù sao muốn tại 8 người bên trong trở thành vô chuối tiêu không chỉ có phải có siêu phàm thể lực, lợi hại kỹ thuật, còn muốn có vận khí vân vân. Trần Thần Phong đối cái tiếp mục này hiểu rất rõ, nhưng đối Tần Ngư cũng không chịu nhiều lời. Người này tính cách a, nội liễm, giả heo ăn thịt hổ, vừa mới không hề đề tập tới chính mình, ngược lại đem 50 vạn tặng cho hai người khác liền có thể thấy là giỏi về ẩn tàng người đâu, nhưng thực chất bên trong chỉ sợ so với ai khác đều dùng sức. Bất quá cũng đúng, 50 vạn a, nếu như là không giàu có gia đình, cái này 50 vạn chính là một bút khổng lồ món tiền to. Ai dám không chú ý? Tần ngư chính mình cũng để ý, suy nghĩ nếu như chính mình trở thành vua chuối tiêu, có thể hay không mang đi cái này 50 vạn. Có thể, ngươi có thể cho mình lập cái bài vị, đem bọn nó đốt cấp trên địa cầu ngươi. Ngươi tiện như vậy, thảo nào cùng cá khô bị chôn dưới đất. Cũng vậy, đồng dạng bị chôn sống tiểu tiện nhân lẫn nhau dỗi, lẫn nhau tổn thương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao 50 vạn không có ý nghĩa, Tần Ngư cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, chuyên tâm ứng đối trước mắt, 8 người, trong đó có một người là nàng muốn bảo vệ cố chủ, ý vị này nàng cần toàn lực quan sát 8 người, khi tất yếu cũng cần cùng đối phương thực tế tiếp xúc. Cố chủ là đã biết ta cùng phòng hoàng kim tồn tại, vẫn là không biết. Nếu như là không biết, ta đi tìm hắn, phải chăng có cái gì đặc thù nhắc nhở, nếu không ta làm sao biết đến cùng cái nào là? Đã là tân thủ nhiệm vụ, độ khó không nên cao như vậy a. À? Ngươi chờ một chút, ta tìm xem tin tức, tựa như là có. Vì cái gì có loại thằng nhãi này rất không đáng tin cậy trực giác. Có có, duy nhất nhắc nhở là ngẫm lại phòng hoàng kim tồn tại cùng thiên tuyển giả tồn tại ý nghĩa, bất kỳ cái gì mau xuyên nhiệm vụ đều là coi đây là cơ sở. Tần Ngư lập tức cảm thấy cái này tân thủ nhiệm vụ cũng không phải dễ dàng như vậy, hoàn toàn mở ra tính a. Suy nghĩ bên trong, Tần Ngư rất nhanh cũng gặp được mặt khác hai cái người mới. Dù sao cũng là trên một con thuyền. Trương Lệ so Tần Ngư đẹp nhiều, mà lại khuôn mặt dáng người cũng càng thành thục, 27-28 tuổi, dựa vào bề ngoài điều kiện, cùng đạo diễn tổ các nhân viên làm việc quan hệ rất không tệ, mà giả thắng nhân cao mã đại, nghe nói là cái huấn luyện viên thể hình nhìn cũng cường hãn. So ra mà nói, Tần Ngư là yếu gà nhất một cái, không có tí ưu thế nào có thể nói, liền xem như Trần Thần Phong cũng không như thế nào đem nàng liệt làm đối thủ. Bốn cái người mới đại khái tình huống căn bản như thế, nhưng trọng điểm là kia bốn cái minh tinh đi, dù sao khán giả muốn nhìn chính là minh tinh. Đến. Phía trước chính là các ngươi muốn sinh tồn đảo, Istimor. Istimor là nằm ở Nusa Tenga quần đảo đầu đông đảo quốc bao quát timor đảo đông bộ cùng tây bộ quê tây địa khu cùng gần đây ataro đảo cùng đầu đông gia cô đảo luận quốc tế phương vị tây và indonesia tây timor đụng vào nhau nam cách timor biển cùng australia tương vọng tất nhiên tận ngư chờ phần lớn người đều với cái thế giới này trên nghèo nhất một trong những quốc gia cũng không hiểu rõ chỉ là cũng biết một chuyện x timor cá sấu thế gian nghe tiếng a à, có cá sấu có thể hay không rất nguy hiểm a, à, Lâm PD. PD chính là đạo diễn, bởi vì họ Lâm, cho nên đoàn làm phim người cũng đều gọi hắn Lâm PD. Trọng điểm là cái này đoàn làm phim còn có một cái tổng đạo diễn cũng gọi PD, cho nên vì phân chia, ngay ở phía trước thêm cái họ. Lâm PD nhìn Trương Lệ một chút, "Về. Yên tâm, chúng ta lần này đoàn làm phim cùng nơi đó chính phủ hợp tác, liên quan tới an toàn phòng vệ sẽ làm đến nơi đến chốn." Kỳ thật cái này không trọng yếu, Trương Lị chỉ là nghĩ mượn cớ vung cái kiều mà thôi. Tiếp xuống chính là nàng bán yếu nũng nịu biểu diễn thời gian. Chẳng biết tại sao, Tần Ngư nhìn thấy người này đã cảm thấy rất không thoải mái, ngược lại không phải nữ nhân đối với nữ nhân bài xích, mà là nữ nhân này trên thân có một loại bảo nàng kháng cự khí tức. Nữ nhân này là tình phụ đi. Tần Ngư chợt cùng mèo con nói. Ngươi thế nào biết? Mèo kinh ngạc trên cổ tay Katy vòng tay đại khái giá trị 2.30 vạn, có loại này tiêu phí tài lực người không đến mức đối với người nào đều nịnh nọt phát tình nóng lòng lôi kéo quan hệ. 89 phần 19 là kinh tế cùng địa vị không ổn định tình phụ, đây coi như là suy bụng ta ra bụng người. Mèo con sẹp sẹp miệng, có chút hồ nghi. Người đối tình phụ hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ còn nhớ đến tương lai mình tình phụ ký ức? Không biết, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới một chút đại khái là ký ức quá sâu không muốn quên. Tần Ngư không chịu nói chuyện nhiều, nhưng mèo con ẩn ẩn cảm thấy người này chỉ sợ là vô ý thức đi hồi ức lên những ký ức kia. Dù là những ký ức kia lại buồn nôn lại thống khổ. Nàng nghĩ đều là tiếp nhận, bởi vậy đạt được trợ lực lớn nhất mà không phải kháng cự. Từ điểm này nhìn, nàng đích xác so rất nhiều kẻ yếu ưu tú. To như vậy hòn đảo đến mấy chiếc thuyền lần lượt cập bờ. Vừa đến trên bờ, tám người liền bị tập hợp lên, PD muốn bắt đầu giảng giải lần này sinh tồn hoạt động nội dung cụ thể. Tổng PD là người mập mạp, theo ở bề ngoài nhìn còn không bằng lâm PD, tối thiểu cái sau phong độ nhẹ nhàng. Lần này sinh tồn hoạt động là tại x các ngươi cần phải ở chỗ này sinh tồn 4 ngày thời gian, bởi vì trước đó thiết lập là các ngươi 8 người này là tại tai nạn máy bay bên trong rơi xuống tại vùng biển này rất nhiều thứ đều đã thất lạc ở trên biển, chỉ ở dưới tình thế cấp bách cầm tới quần áo của mình ba lô cùng một kiện trừ quần áo bên ngoài đồ vật. Tần Ngư nghĩ, loại này thiết lập 8 người đều sẽ 100% quải điệu, sau đó cũng không có sau đó. Chỉ có thể chọn một kiện. Đều là cái gì? Tại loại trường hợp này, vĩnh viễn là minh tinh có tư cách nhất cũng càng có thế tự tại đến đặt câu hỏi. Tần Ngư quay đầu nhìn lại, vừa mới nàng cũng mới biết được tham gia lần này tiết mục bốn cái minh tinh theo thứ tự là nhân khí phá trần đỉnh cấp thịt tươi ngô hàng nổi danh đánh võ diễn viên hàng sâm cùng tam lưu nữ tính cô tình còn có tân tấn lưu lượng tiểu hoa tề chi uyển tổng hợp chính là bốn nam tứ nữ nam nữ tỷ lệ rất ổn định vừa mới nói chuyện chính là người cao anh tuấn lại có mấy phần không bị trói buộc ngô hàng nhân viên công tác mở vải đỏ trên bờ cát trưng bày tám vật dây thừng nồi diêm, dao gấp, áo mưa, đồng hồ, một túi nhỏ bột mì cùng đèn pin. Tám cái công cụ đều là bình thường sinh hoạt người thường thấy nhất sinh hoạt vật phẩm, nhưng ở đây đều để người hận không thể toàn lấy đi. Nước cùng lửa đều phải tự mình đến, áp lực này liền lớn, quả thực không phải ăn có đủ no không vấn đề, mà là sống sót cũng thành vấn đề. Tần Ngư trong nháy mắt cảm thấy cái tiết mục này khả năng so với nàng trong tưởng tượng tàn khốc một chút bất quá bây giờ lựa chọn vật phẩm thời điểm đến. Cái này tùy chính các ngươi phân phối. Tiết mục tổ cái này an bài nhìn như hiền lành, kỳ thật cái này nhất ác ý, bởi vì dễ dàng bại lộ mỗi người tính cách cùng sinh ra xung đột. Có người xé bức, tỷ lệ người xem mới có bảo hộ A. À. Làm người mới, tần ngư ánh mắt liếc qua kia tám cái vật phẩm, nàng muốn nhất diêm cùng giao gấp, nước là nhân thể thiết yếu, nhưng có thể thông qua hoa quả bổ sung, cũng không tại 8 cái lựa chọn bên trong, có đao có thể chế tác rất nhiều công cụ, mà Diêm liền mang ý nghĩa ăn uống sưởi ấm cơ sở điều kiện, lửa. Nhưng nàng nghĩ đến những người còn lại khẳng định cũng đều đã nghĩ đến. Cho nên, ta không sao, để người khác trước chọn đi, ngô hàng, vẫn là hàng đại ca. Các ngươi trước chọn. Tề chi uyển hào phóng mở miệng, ngô hàng nhìn nàng một cái, lắc đầu. Bảo hàng ca trước. Hàng sâm chỗ nào có ý tốt a, à, hai cái ngành giải trí hồng nhân đâu? Không không không, các ngươi trước đi. Ba người nhường tới nhường lui, bốn cái người mới bên trong cũng liền trương lị ngẫu nhiên cắm hai câu, cũng tại bảo. Sau đó, các ngươi đều không cần, vậy ta trước chọn. Cô Tình Lạnh lùng mở miệng, rất không khách khí, cũng rất không kiên nhẫn. Bầu không khí lập tức liền lúng túng từng cái. Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh a, à, Ngô Hàng lường tô tình một chút, khẽ nhíu mày. Luận địa vị, một cái ngô hàng có thế dây tất cả mọi người, mà lại đáng giá chú ý chính là hàng sâm đã hơn 50 tuổi, tô tình hắc lịch sử một chồng lớn, nhân khí rất kém cỏi, phong bình cũng thật không tốt, nhìn nàng một người lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó không nói một lời mà lại lạnh lùng vô cùng liền biết cùng hiền lành ôm nhu tề chi uyển hình thành so sánh rõ ràng, cùng hiền lành ôm nhu tề chi uyển hình thành so sánh rõ ràng bề ngoài xinh đẹp không đứng đắn, còn phẩm đức không tốt, hắc lịch sử một đống, hiện tại lại làm như vậy một chút, quả thực là tìm đường chết a. À. Những người còn lại cũng là phiền muộn, còn có thể nói mình muốn trước chọn sao? TD cũng không cách nào nói, ám đạo cái này họ tô quả nhiên là gậy quấy phân heo a. Vừa mới vốn có thể đem ngô hàng cùng tề chi uyển phối một cái chân thiện mỹ mặt giá trị CP, kết quả giết ra một con chuột cống tới, tức chết người các ngươi đều đồng ý rồi vậy liền tô tình trước chọn tô tình chọn sau đó chọn một túi bột mì cái này một túi nhỏ bột mì cũng liền chỉ đủ ăn một bữa đi đám người kinh ngạc nhưng rất nhanh đều bình thường trở lại ngực to mà không có não a à, không có thấy xa thảo nào hỗn thành dạng này trương lị biểu môi cảm thấy mình so nữ nhân này thông minh ngàn vạn lần tiếp xuống liền dễ dàng ngô hàng cùng tề chi uyển Kim nhượng trưởng bối Hàng Sâm liền cái thứ hai chọn nồi, thứ ba Tề Chi Uyển chọn diêm, Ngô Hàng không có chọn, nhìn về phía bốn cái người mới, Trương Lệ thành cái thứ tư, chọn giao gấp, tiếp xuống theo thứ tự là Giả Thắng, Trần Thần Phong, Dây Thừng cùng Đèn Tin. Cuối cùng mới là Kim Nhượng đến cùng Ngô Hàng cùng Tần Ngư. Hắn nhìn Tần Ngư một chút, hỏi, Ngươi muốn cái nào? Tần Ngư suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nếu như muốn tại cái tiết mục này bên trong không bị chơi ngán chân, tốt nhất đừng ngay từ đầu liền đắc tội này nhân khí thiên vương ta thích áo mưa thức thời a trương lị biểu môi ngô hàng áo mưa ta vốn nghĩ đem đồng hồ đeo tay nhường cho ngươi dù sao kính đồng hồ có thể gỡ xuống tới lấy lửa tần ngư ta biết nhưng ta không dám muốn a đại minh tinh ngươi đổi một người tới biểu hiện khiêm nhượng mỹ đức đi sau đó kết quả chính là tần ngư lấy được áo mưa áo mưa tài giỏi sao? Istimo thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu khắp, ngươi cầm làm chăn mền sao? Áo mưa thiếu nữ. Mèo con châm chọc khiêu khích. Tần ngư tâm tình không tốt lắm, thế là về dỗi. Có thể cho ngươi cuốn thi không rò nước ngươi tin không? Mèo. Trách ta lạc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Thiện nhân nhóm lửa kiếm ăn bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com dây thừng nồi diêm dao gấp áo mưa đồng hồ một túi nhỏ bột mì cùng đèn pin đều phân phối xong cắt cố các đi sinh tồn khẳng định không có đơn giản như vậy pd quả nhiên nói muốn tạo thành ba cái đội liên thủ hợp tác cuối cùng tìm kiếm được nhiều nhất chuối tiêu người liền xem như thắng chuối tiêu là cái gì kỳ thật chính là cái tiết mục này cách chơi đặc thù, ở thỏa mãn 4 ngày rưỡi cơ sở sinh tồn điều kiện trên, đạt được nhiều nhất chuối tiêu chính là bên thắng, chuối tiêu thu hoạch phương thức có 3 loại. 1. Giả ngoại tìm kiếm đến chuối tiêu công cụ. 2. Hoàn thành tiết mục tổ đối với từng cái tổ hạ đạt nhiệm vụ đạt được ban thưởng. 3. Ba, đang cùng còn lại tổ sinh tồn điều kiện so đấu bên trong chiến thắng, đạt được ban thưởng. Liền cùng chơi đùa, ai đến tiểu hồng hoa nhiều ai liền thắng nhưng đồng đội rất trọng yếu mà lại pd nói ba cái đội ngũ khắp nơi đều gặp mà thôi a à. tám người tất nhiên là ba 3. 3, 2. mang ý nghĩa luôn có hai người là rất ăn thiệt thòi đội ngũ phân phối phương thức ngẫu nhiên mọi người đến bốc thăm đi kết quả rất mau ra tới tầng ngư tại trong đầu qua hạ đội thứ nhất trương lỵ diêm nổi danh đánh võ diễn viên hàng sâm nồi, cùng tam lưu nữ tính tô tình, bột mì. Đội thứ hai, giả thắng, dây thừng, lưu lượng tiểu sinh ngô hàng, đồng hồ, cùng tân tấn lưu lượng tiểu hoa tề chi uyển, diêm. Đội thứ ba, trần thần phong, đèn pin, cùng tần ngư, áo mưa. Cái này bốc thăm quả thực là, ngoài ý muốn quá tận lực. Tần ngư thoáng nhìn cái trương kia trong tiểu cầu, biểu môi, mặt giá trị CP một đội ngũ đầy màn hình đều là phấn hồng bong bóng đi. Bất quá Tần Ngư ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện Trần Thần Phong sắc mặt có một cái chớp mắt âm trầm. Hắn xem thường ngươi cái này không có hậu trường, không có năng lực dáng dấp còn không xinh đẹp yếu gà nha. Mèo con hợp thời nhảy ra nhắc nhở Tần Ngư nàng là 8 người bên trong chuỗi thức ăn cấp thấp nhất thảm liệt sự thật. A, à, không có việc gì a, à, ta cũng chỉ để mắt đèn pin cầm tay của hắn mà thôi, đi nhà xí thuận tiện a. À. Mèo con phân phối kết thúc, ba cái đội ngũ rất nhanh tách ra đi. Sinh tồn trọng yếu nhất đơn giản là đồ ăn cùng qua đêm trụ sở, hiện tại hẳn là giữa trưa, qua không được mấy giờ mặt trời liền xuống núi, chúng ta trước tiên cần phải đem chỗ ở chuẩn bị cho tốt, sau đó lại tìm đồ ăn, ngươi đi nhặt đầu gỗ tới. Trần Thần Phong trực tiếp ra lệnh, tần ngư nhìn hắn một cái, ngươi muốn đem trụ sở định ở đây. Vị trí này, vào đêm sẽ thủy triều, nước tràn qua nơi này sắc mặt có chút biến trần thần phong nhíu mày thản nhiên nói ta biết không quyết định ở đây còn muốn đi lên một chút trước dùng đầu gỗ giá đỡ cố định chính là thật đúng là a à, tần ngư gật đầu nhu thuận đáp ứng chí ít người này trước mắt tính toán là không sai đã là ở trên đảo rừng cây tất nhiên không thiếu đầu gỗ bên cạnh liền có không muốn lớn như vậy cũng đủ nhỏ nhưng lại không dễ dàng bẻ gãy ngươi. Trần Thần Phong quay đầu thời điểm, Tần Ngư đã đem một khúc gỗ cắm tốt. Hắn nhíu mày, thuận miệng tán thưởng. Làm cũng không tệ lắm. Mặc dù người này một bộ xem thường nàng bộ dáng, nhưng Tần Ngư cũng không ghép loại biểu hiện muốn cường người này. Hắn yêu làm việc yêu tại camera phía trước biểu hiện vậy liền cho hắn làm chứ sao. Dù sao nàng ở một bên phụ trợ không nhàn rỗi chính là. Hai người đều là thực lực hình, một cái đầu gỗ giá đỡ rất nhanh liền xong rồi. Hiện tại ta nhóm lửa, đến lúc đó ngươi nhìn xem, ta đi vào thu thập chuối tiêu lá cây những này che đậy vật cùng đồ ăn. Xem lửa người không có bất kỳ cái gì chủ đề tính, ống kính cũng rất ít, hiển nhiên chỉ có một mình hắn có thể ra mặt. Tần ngư a à, tốt Nàng không phải người của thế giới này, mang không đi 50 vạn, lại không có hồng tất yếu, tất nhiên không cần tranh. Bất quá, có thế nhóm lửa. Vì hôm nay cơm nước cùng qua đêm an toàn, nàng vẫn là hy vọng có thế nhóm lửa. Đèn pin cầm tay thấu kính cũng không thể tập trung lấy lửa. Chúng ta chỉ có thể đánh lửa. Tần ngư kinh ngạc, nàng ngược lại không không biết cái này ra, dù sao nàng cũng không hiểu cái này. Cái này Trần Dịch Phong vẫn là rất xáo. Bất quá lý luận có thể thực hiện, nhưng đánh lửa cũng không dễ dàng, tổng kém một chút hỏa hầu, cố gắng nửa giờ cũng không thành, mắt thấy hiện tại đã hao tốn một giờ, lại lề mề 1.2 giờ, sợ rằng sẽ thực không xong. Tần Ngư bỗng nhiên nói, có thể đem đèn pin cầm tay của ngươi cho ta không? Dùng nó có thể. Trần Thần Phong mắt sáng lên, lập tức giơ tay lên đèn pin gỡ xuống thấu kính, đưa cho Tần Ngư, dùng nó lấy ánh nắng, dù là tập trung yếu ớt, nhưng tập trung ở ta đánh lửa điểm hẳn là có thể có trợ giúp. Tần Ngư cũng không hai lời, cầm thấu kính dùng tốt nhất góc độ người này thật đáng ghét muốn biểu hiện quá mạnh mà lại không biết xấu hổ rõ ràng là ngươi nghĩ ra biện pháp làm đến giống như là chính hắn nghĩ ra đồng dạng liền ngươi dễ khi dễ nếu là ta không ấn chết hắn mèo con rất khó chịu tần ngư lợi ích không xung đột thời điểm quản hắn tìm đường chết làm yêu bất quá người này biểu hiện càng nhiều ta càng có thế xác định người này không phải cố chủ a à, ngươi cái này có phán đoán phòng hoàng kim tồn tại căn bản ý nghĩa chính là trừng ác dương thiện một cái tiết mục mà thôi lại ác cũng ác không đi nơi nào đi huống chi rõ ràng nói để cho ta hỗ trợ cũng không thể giúp ác nhân vậy nói rõ cố chủ chính là một cái thiện nhân vậy là ngươi cảm thấy cái này trần dịch phong bất thiện là thiện hay bất thiện phải xem mỗi người tiêu chuẩn dù sao đối ta mà nói hắn cái này nhiều nhất tính tự tư chưa nói tới bất thiện nhưng đối với phòng hoàng kim mà nói khẳng định không quá ưu ái loại này tự tư bảy người bên trong bài trừ một cái kia liền chỉ còn lại sáu cái thiện lương sao giống như cũng không phải như vậy khó tìm ra vậy ngươi cảm thấy ai thiện lương cái kia tề chi uyển thiện lương đi không biết tần ngư cảm thấy không có thực sự tiếp xúc qua không cần thiết kết luận hai người lúc nói chuyện chợt có khói trắng lượn lờ lên hành. Tiếp tục đánh, có hỏa tinh thời điểm, hai người cầm trước đó khoan gỗ ra một chút sợi gỗ đi đốt lửa. Quả nhiên, hỏa tinh biến thành ngọn lửa, bốc cháy. Có lửa, ban đêm nhiệt độ cùng đồ ăn mới có bảo đảm. Trần Dịch Phong cười, ống kính cũng cho hắn đặt tả. Ta đi rồi, ngươi nhìn cho thật kỹ lửa, đừng để nó tắt. Chờ Trần Dịch Phong đi tầng ngư đứng dậy kéo một chút đầu gỗ lớn tới đặt ở trên đống lửa, nhóm lửa A, nàng vẫn là am hiểu. Dùng đầu gỗ lớn làm chủ thể, lại để lên nhỏ, nàng dự đoán xuống thời gian, đại khái có thể duy trì nửa giờ, nhưng chờ nó đốt hai nhóm. Trong lúc đó, Tần Ngư theo bên cạnh dời qua tảng đá chồng lên một cái không lớn không nhỏ bếp, đem nung đỏ lửa than chuyển dời đến bếp bên trong không, thông khí, lại thêm vào một chút vật liệu gỗ. Dạng này hung đốt, tăng thêm lẫn nhau chuyển di, có thể duy trì thật lâu nàng chỉ cần căng lấy thời gian thỉnh thoảng trở lại xem một chút là được rồi như vậy tiếp xuống đi làm cái gì đâu bốn ngày rưỡi đâu trước tiên cần phải cam đoan chính mình có thế sinh tồn được mới được nàng ngược lại không vội mà đi cùng những người kia tiếp xúc bởi vì cái này tách ra cục diện chắc là phải bị đánh vỡ trước tìm đồ ăn hắn không phải đi tìm sao ngươi làm gì còn lãng phí sức lực a mèo con cảm thấy cái này tần ngư rất mâu thuẫn hợp lý phân phối cùng ngồi đợi ăn uống là hai việc khác nhau phòng ở có thể bảo hắn chủ lực bởi vì khí lực khác biệt nhưng ăn uống phía trên đều để hắn xuất lực ta ăn bao nhiêu đều phải nhìn hắn sắc mặt tần ngư nói như thế lúc người hướng cách đó không xa đống đá ngầm đi đến mèo con cảm khái áo ngươi là một cái rất có tôn nghiêm cùng ý tưởng tình phụ tần ngư không để ý tới nó đống đá ngầm trong có cái gì đâu. Chợt nhìn cái gì cũng không có, Tần Ngư có chút thất vọng. Chợt cảm giác được trong đầu mèo hô hấp có chút bất ổn, nhưng khắc chế. Nguyên bản muốn rời khỏi nàng lập tức dừng chân, quay người nhìn kỹ bên người đống đá ngầm khe hở. Thật cẩn thận nhìn kỹ. Con cua. Làm Tần Ngư nhìn thấy trong khe hở chợt lóe lên càng cua, lập tức nhíu mày. Càng cua không nhỏ, chợt vừa thấy rất giống cua lớn, màu đen xám, cùng đá ngầm nhan sắc rất giống, thảo nào nàng vừa mới không nhìn ra. Cái này có thể. So hoa quả hấp dẫn người, chính là bắt lại phiền phức. Bất quá nông dân a, trong ruộng trong suối cũng không phải không có bắt qua. Tần Ngư lập tức dò xét nhìn xuống cái này tảng đá khe hở chung quanh, phát hiện bên trái còn có một cái hố. Áo mưa lấy ra, phủ lên bên trái khe hở khẩu, dùng tảng đá đè chặt chẽ, sau đó phía trước dùng cây gỗ chọc mấy lần con cua chống cự mấy lần, gặp địch đến cường đại, di chuyển một chút, liền trực tiếp hoành hành rút đi. Áo mưa xông ra thời điểm, tần ngư vọt thẳng đi qua đem áo mưa kéo ra một bao. Qua. Người quay phim đều qua một tiếng. Có sao? Có sao? Mở ra xem, bên trong đang có một con lớn chừng bàn tay con cua. Đây là cái gì con cua? Tần ngư hỏi thợ quay phim, đều là tiếp thụ qua huấn luyện thợ quay phim xem xét đã nói. Đây là Estimo bùng cua. A, à, không có bùng a." À. Tần Ngư thốt ra. "Thợ quay phim. Không được nhân gia tắm rửa a." À. Bất quá Estimo thừa thải giá cao giá trị bùng cua, trong đó trưởng thành bùng cua đại đa số vượt qua 600 khắc, xem như trong nước con cua bên trong cự vô bá. Bên kia có vũng bùn, xem ra là trộn chạy tới. Tần Ngư đem cái này con cua bao tại áo mưa trong treo ở bên hông, trở về một lần nhìn củi lửa, lần nữa chạy mau hướng về phía vũng bùn. Vũng bùn trong bùn cua quả nhiên không ít, nhưng rất khó tìm, mà lại đều sẽ tiến vào trong bùn, càng là khó tìm. Tần Ngư cẩn thận làm việc, ở bên ngoài quan sát thật lâu. Ngươi dự định làm sao bắt? Người quay phim nhịn không được hỏi. Xem vận khí đi. Nói, Tần Ngư trở về bên cạnh tìm tới một cái rất dài cây gỗ sau đó mới vào vũng bùng. Đi một hồi, không động, hương thái công câu cá. Người quay phim có chút chịu không được, chính muốn nhắc nhở lúc, bỗng nhiên, trong bùn nhúc nhích, có cái gì thể trạng không nhỏ đồ vật bò ra tới. Một con rất lớn bùng cua, một đống, xem ra khoảng chừng 7.800 khắc đi. Ngay tại nó ló ra nửa cái đầu thời điểm, tầng ngư động. Hai tay nắm chắc cây gỗ dài. Vung vẩy, Ba một nháy mắt, khoảng cách nàng xa ba, bốn em mờ con cua bị một gậy quét đánh bay ra ngoài, lạch cạch một chút đánh vào bên phải xa hơn năm em mờ trên tảng đá lớn, hẳn là chết rồi, rơi xuống đất không nhúc nhích, người quay phim, mèo con, châm trước một hồi, người quay phim mới xoắn suýt hỏi, ngươi sẽ gôn, cái này tư thế cùng vung gậy tư thái cũng mẹ nó quá chuẩn, cũng chưa từng thấy qua như thế mò của a vẫn là trùng hợp. Không phải, ta khi còn bé cứ như vậy bắt trên mặt đất con cua. Tần Ngư nói. Nhìn rất giống. Có thể là trời sinh. Tần Ngư cười hiếp mắt vui đùa, mèo con lại tới một câu. Hoặc nhìn như là xuất phân. Tần Ngư. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Đổi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái này con cua rất lớn, coi trọng lượng cũng rất béo tốt, hai người ăn ba cái là đủ rồi. Những này hải ngoại cầu sinh game show cùng nơi đó chính phủ câu thông trong hiệp nghị đối những thức ăn này tác thủ là không thể quá phận, cao nhất độ cũng chỉ là cam đoan ăn no, không thể quá độ đánh bắt. Cho nên bắt ba cái là đủ rồi. Vậy liền lại tới một cái. Tần ngư bắt trước làm theo, chuẩn bị giải quyết cái thứ ba bùn cua, nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản coi như không ít bùn cua tại trong đất bậc hơi phao, bây giờ lại hiếm thấy, có lẽ là vừa mới động tỉnh kinh động đến cái khác bùn cua. Nàng cũng không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn, hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng qua 20 phút, một lúc nữa nàng liền phải trở về. Hai con liền tốt. Trở về lại tới. Tần ngư trong lòng tính toán, cuối cùng quyết định lại ngồi chờ 5 phút không có đồng hồ, không có điện thoại, thời gian toàn dựa vào chính mình cảm giác, tự nhiên cũng là không chuẩn, nàng liền cảm thấy ngồi sổn một hồi lâu, thẳng đến liếc về kia người quay phim cúi đầu nhìn xuống đồng hồ tay của mình, biểu lộ. Đến đi. Ai, kết thúc công việc đi. Tần ngư đang định đi, bỗng nhiên lại không nhúc nhích, cũng hướng người quay phim làm thủ thế, cái sau lập tức cũng không dám động. Kỳ thật cái này trên mặt đất bùn đều khốn trụ dày, hắn còn khiêng camera cũng rất khó động may mắn không nhúc nhích không lâu lắm hắn theo tầng ngư ánh mắt thấy được cách đó không xa đang có bùn đất trên dưới nhúc nhích giống như đang thử thăm dò sự kiên nhẫn của bọn hắn đồng dạng qua một hồi lâu kìm lớn ra bùn đất xem xét tầng ngư cùng người quay phim hô hấp đều là siết chặt thật lớn trọn vẹn so trước đó hai con bùn cua cộng lại còn muốn lớn hơn một vòng còn không xuất thủ người quay phim đều gấp Tần Ngư lại là bất động, nàng biết những này đồ chơi nhỏ tặc cực kỳ, hiện tại cũng là thăm dò bên ngoài phong hiểm. Quả nhiên, cái kìm lại thu trở về một chút, nhưng một hồi lại tới, mà lại thân thể chậm rãi chuyển ra tới. Bùng cua mặc dù có thể tại trong bùng chui, nhưng chui kỳ thật cũng rất mệt mỏi, sinh vật bản tính muốn trộn lười, tăng thêm lúc trước Tần Ngư bọn hắn không đến thời điểm một điểm nguy hiểm cũng không có, cho nên luôn có bọn chúng ngoi đầu lên thời điểm ngay tại nó đã có một nửa người ra bùn đất thời điểm, a à, có con cua thật lớn. Chợt có người thét lên to tiếng, dọa đến kia bùng cua lập tức trở về co lại. Không được. Người quay phim đều hận không thể tiến lên bắt lấy nó, nhưng cũng là trong nháy mắt đó, Tần Ngư quyết định thật nhanh, đột nhiên vung lên. Ba. Cực đại con cua ra trên mặt đất, tại không trung phế vật, vẫn như cũ đâm vào hòn đá kia bên trên. Vẫn là trùng hợp. Hiển nhiên là tin chuẩn. Cái này họ tần người mới rất lợi hại a. À, người quay phim bận biệu cho nàng mấy cái đặc tả. Nhưng ống kính cũng rất mau kéo đến vừa mới kêu to người thân trên. Là đội thứ nhất trương lị cùng tô tình. Tráng. Hai người kia làm sao cùng một chỗ ra ngoài, xem bộ dáng là tìm kiếm đồ ăn đến. Vừa mới thét lên chính là trương lị, mà lại thét lên xong nhìn thấy tần ngư đánh bay con cua. Nàng nhanh chóng vọt tới tảng đá bên cạnh hô to, qua, thật lớn, có hai con a, à, sau đó liền cầm lên lớn nhất con kia. Tần Ngư cùng người quay phim, tô tình đối trương lỵ hiển nhiên khó chịu, liền nói, đây là người ta đánh tới, ta không muốn, ta cũng không nói cho ngươi a. À. Tráng, trương lỵ có chút xấu hổ, nhưng về, ta biết, chính là cầm lên nhìn một chút mà thôi. Dứt lời nhìn về phía Tần Ngư, ngươi thật lợi hại a. À trước đó liền nghe nói ngươi là nông thôn đến, quả nhiên rất am hiểu cái này. Kinh miệt. Tần ngư nhoáng một cái đầu, ta không phải nông thôn. a à, nói ngươi nông thôn không vui. Trương Lị trong lòng mỉa mai, vậy liền biểu hiện ra ngoài đi, lấy nông dân là nhục, sau đó ngươi cũng liền xong rồi. Ta là trên núi. Tần ngư nói. Trương Lị lập tức bị ế trụ. Người quay phim lập tức bắt giữ nét mặt của nàng nhưng cũng vô ý thức nhìn về phía tô tình cô gái này mới là nữ nhân xấu trong máy bay chiến đấu a nhanh đổi nhanh đổi tốt nhất ba nữ nhân xé nhưng mà ống kính nhất chuyển lại không thấy được tô tình người đâu người đã tiến vào vũng bùng chính ra sức đào lấy bùn đất trương lị xem xét cũng không chịu yếu thế nhưng để mắt tới tầng ngư trong tay cây gỗ tầng ngư bao lớn phương a cho nàng sau đó thẳng mình mang theo ba cái con cua lớn đi thật nhỏ mọn ba cái lớn như vậy ăn xong trương lỵ mặc dù không có lên tiếng nhưng biểu tình cùng miệng khẩu hình hiển nhiên là ý tứ này bên cạnh cùng chục người quay phim thầm nghĩ hậu kỳ đoán chừng sẽ thêm đặc hiệu bất quá tầng ngư thời điểm ra đi quay đầu nhìn kia trong vũng bùng phát hiện cái kia tô tình còn đang cố gắng đào bùng đào đến đầy người chật vật trương lỵ cùng tô tình có thể bài trừ đi Mèo con đối hai nữ nhân này rất không có hảo cảm, dù sao đều không phù hợp cô gái tốt thiện lương nhân thiết. Tất nhiên, Tần Thiếu nữ cũng không phải cô gái tốt. Tần Ngư đối cái này hoàn toàn chính xác rất lãnh đạm, nàng so với nó càng giống một con mèo, tại an tĩnh liếm láp móng vuốt ẩn núp, thỉnh thoảng dùng móng vuốt đi dò xét đối thủ một cái. Bất quá Tần Ngư bên này còn không có xác định muốn hay không bài trừ kia hai cái nữ nhân xấu vừa trở về liền đứng trước trần dịch phong nổi giận đùng đùng chất vấn lửa đều sắp tắt rồi ngươi không biết không phải để ngươi nhìn xem lửa đổ ập xuống bị trách cứ tầng ngư ánh mắt hướng phía sau hắn nhìn còn có ánh lửa đi mà lại ánh lửa còn tại huống chi lò bên trong thang còn không có dập tắt nàng không ủy khuất không phẫn nộ chỉ là bằng phẳng nói cho đối phương biết sự thật này nhưng liền kém một chút nếu ta không có trở về vậy ta cũng đã trở về, ngươi không cần lo lắng. Không mềm không cứng, lại đổi đến người Á khẩu không trả lời được. Trần Dịch Phong là thật không nghĩ tới Tần Ngư sẽ phản công, thật giống như trong nhà làm công hầu gái giám nhục mà chủ nhân đồng dạng. Quả thực không biết mùi vị. Chẳng lẽ trước đó tiếp xúc cảm nhận được tiểu hèn nhát là giả tượng. Tuy nói Tần Ngư không ngại người này biểu hiện tốt, nhưng cũng không mang ý nghĩa nàng là mềm bánh bao, Sống sờ sờ làm cho đối phương đem nàng trở thành con chồng trước bẩn thiểu. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đúng không, lấy ở đâu cảm giác ưu việt a, à, bảo hắn tại chỗ nổ tung. Mèo con lại thượng cương thượng tuyến. Bất quá câu nói này rất được trẫm tâm, tán một cái. Tất nhiên, Tần Ngư nhìn thấy đã dùng mảng lớn lá chuối tây đắp kín đơn sơ chỗ ở, cũng hiểu được cảm ơn, liền rất tự nhiên phải nói. Thật nhanh đã làm xong sao? Vất vả. Bình thường nhu thuận tiểu muội muội nhân thiết trước mắt còn hữu dụng. Trần Dịch Phong quả nhiên mặt mũi dễ nhìn một chút, chỉ là đối Tần Ngư lãnh đạm mấy phần, nói: "Bên trong trái cây đại đa số đều tại ngọn cây, rất cao, không có đao, không có cách nào khác chế tác công cụ." Tần Ngư nhìn xuống đất trên cái gì cũng không có, thế là phụ họa an ủi: "Là rất khó khăn không có việc gì, ta nàng vừa định nói trong tay mình có ba cái con cua lớn trần dịch phong liền một mặt lạnh nhạt đến từ phía sau lấy ra một bao vây lại lá chuối tây bên trong có ba cái cực đại trái đu đủ không tính đặc biệt chính nhưng miễn cưỡng ăn một chút đi hắn nói ta cảm thấy nội tâm của ngươi khẳng định tuyệt không miễn cưỡng vậy ta con cua như thế nào mới có thể không tổn thương hòa khí đến lấy ra đâu mèo con đắc ý ta đã dự cảm được chờ một lát không khí khẳng định sẽ vô cùng yên tĩnh tần ngư mỉm cười cũng lấy ra trong tay dẫn theo áo mưa bao khỏa cởi bỏ sau đổ ra ba cái con cua lớn trang ít thứ khoái cảm này nàng vẫn là rất ưa thích đều đánh chết sợ không mới mẻ miễn cưỡng ăn một chút đi trần dịch phong hai cái người quay phim quả nhiên rất yên tĩnh xấu hổ về sau vẫn là làm đồ ăn tương đối có thế hòa hoãn không khí đi hai người vừa nhấc tay rửa sạch con cua trần dịch phong hỏi nàng là thế nào bắt được bùn cua tần ngư theo thực nói trần dịch phong nói ngươi vận khí rất tốt lại phát hiện bên kia có bùn cua đúng vậy a à, đúng vậy a à, vận khí tốt rửa sạch con cua làm sao ăn thành vấn đề không thể dùng lửa đốt con cua trực tiếp nướng liền thừa không có bao nhiêu ăn có trần dịch phong quả nhiên là sinh tồn cao nhân hoặc là chính là làm qua không ít bài tập chỉ gặp hắn dùng trên mặt đất còn thừa một chút lá chuối tây bao khỏa con cua buộc mấy tầng sau đó bỏ vào trong đống lửa thang đắp lên nóng hổi thang thời gian rất trọng yếu không phải liền muốn cháy một cái là sinh tồn cao nhân một cái là trên núi đến tất nhiên tâm lý nắm chắc đang chờ đợi con cua chính thời điểm trái đu đủ cũng cắt ra cũng không hoàn toàn chính nhưng ít ra bên trong đều biến màu da cam là có thể ăn nhan sắc khẽ trắng mặc dù cũng không phải là rất ngọt nhưng bít xác cũng là hoa quả mùi thơm ngát hai người đều không chọn một cái trái đu đủ cũng có thể thỏa mãn một chút hơn nửa ngày đều bận rộn mệt nhọc hai cái giữ lại buổi sáng ngày mai ăn đi còn lại ăn hai người ý kiến nhất trí vừa lúc lúc này con cu cũng nên trương Lệ bỗng nhiên đến đây toàn thân nước bùn rất là chật vật dáng vẻ, giống như là tới cầu cứu. Bên kia Tần Ngư, ngươi không phải sẽ bắt sao? Giúp chúng ta một cái đi. Thực sự bắt không tới. Trương lỵ nữ nhân này không đơn giản, có được giảng được, mà lại da mặt dày, đều tới nhờ giúp đỡ, còn có thể cự tuyệt. Tần Ngư cũng không có muốn cự tuyệt, vừa vặn có thế cùng những người này tiếp xúc, tốt quan sát. Nhưng bây giờ... Trương Lệ quả nhiên thấy được trên mặt đất bao vây đại chuối tây. Con cua hương khí ngay tại bên mũi quanh quẩn. Nàng trồng mắt đều thẳng. Camera bày biện đâu, ngày sau không muốn bị mưa đạn đạn mắng, tất nhiên phải hỏi một chút. Ngươi ăn sao? Cái này. Không tốt lắm đâu. Trương Lệ nói, câu nói này bảo Trần Dịch Phong trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài rất hào phóng, cười nói. Không có việc gì, ăn đi. Sau đó Trương Lị liền thật rất không khách khí đến cầm một cái con cua ăn. Ba người a, à, một người một cái. Tần Ngư. Cái này con cua là ta bắt a. À. Con cua quá béo, dù sao cũng là thuần thiên nhiên hoang dại, hơn nữa con cua tràn đầy đều là thịt, cái kìm vừa gõ nát, bên trong thịt trung động ung dung trắng xóa không thể không nói, mặt hàng này liền là bình thường kẻ có tiền cũng ăn không được, quá mới mẻ. Không sai không sai, lần này mau xuyên không lỗ. Tần ngư nghe được mèo con tiếng nuốt nước miếng. Muốn ăn? Không muốn. Ta có thể đem xác đốt cho ngươi A, à, nữ nhân đồng dạng đều là tính toán chi ly sao? Mau mau cút. Bất quá dù sao tần ngư ăn no là được, cái này trần dịch phong mọi thứ đều tận cầu hoàng mỹ, nghĩ lấy lòng tất cả mọi người, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ tự chịu đau khổ. Sau khi ăn xong, tần ngư cùng trần dịch phong cùng nhau đi qua, chính nhìn thấy tô tình còn đang tập trung tinh thần đến đào bùn mà lại bọn hắn thật xa còn chứng kiến nàng giống như phẫn nộ giật xuống găng tay ném đến trong bùn giận mắng ta không đào rút ra chân đến muốn đi nhưng đi không có mấy bước lại quay trở về một lần nữa cắm vào kia hai cái hố tiếp tục đào tần ngư luôn cảm thấy cái này yêu diễm tiện hóa mở ra phương thức không thích hợp bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Bạch Cốt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bất quá dù là có Tần Ngư cùng Trần Dịch Phong hỗ trợ, Bùng Cua giống như biến mất không còn tâm hơi. Hẳn là Tần Ngư bắt cho chúng nó gõ cảnh báo, hiện tại cũng trốn đi. Cuối cùng cũng chỉ bắt được một chỉ lớn chừng bàn tay, Trương Lị rất không hài lòng, đối Tần Ngư cũng mất xin giúp đỡ lúc nhiệt tình, tất nhiên. Tần Ngư cũng không trách nàng, bởi vì bản thân nàng cũng không như thế nào tận tâm bán mạng. Sớm biết ngươi có này tấm xấu xí sắc mặt, trương nữ sĩ ha ha. Ngược lại là Tô Tình trước sau như một ngạo mạn, toàn bộ hành trình đều không để ý tới bọn hắn. Chờ tách ra, Trần Dịch Phong nhíu mày, đối Tần Ngư nói: "Ngươi không hiếu kỳ bọn hắn dùng một mì làm cái gì sao? Là muốn dẫn dụ nàng phàn nàng Trương lị hai người hẹp hòi không mời bọn hắn đi qua sao?" tần ngư không tiếp ra chỉ ôn ôn nhu nhu trả lời ta ăn no rồi ngươi là ăn no rồi rảnh đến hoảng sao trần dịch phong bị nghẹn lại nhưng lại không tốt nói có đúng hay không chính mình suy nghĩ nhiều dù sao cái này tần ngư có chút cổ quái lại nói trương lỵ bên này hơi có chút tình cảnh bi thảm có nồi có bột mì nhưng lửa nhóm không nổi đến trương lỵ nhìn chính mình trở về còn không có nhóm lửa lập tức tức giận trong lời nói có chút quán trách làm nam nhân duy nhất mà ngay cả lửa đều nhóm không nổi đến hàng xâm có chút xấu hổ nhưng cũng không cách nào phản bác dù sao trần dịch phong bọn hắn cũng không có diêm không phải là cây đuốc nhóm lên tới đích thật là hắn vấn đề đi ai được rồi ta đi theo trần dịch phong bọn hắn mượn lửa đi trương lỵ nghĩ vừa mới nàng nhưng nhìn nhìn nhân gia còn có hai trái đu đủ nàng cảm thấy có chút khát nước nhưng nàng không nghĩ tới tô tình trực tiếp mở miệng. Không cần, ngươi mới vừa ở người ta chỗ ấy ăn xong một cái con cua lớn, hẳn là không dời nổi bước chân tốt nhất nghĩ một chút, ta cùng hàng ca đi qua. Tráng. Tất cả mọi người không nghĩ tới tô tình bỗng nhiên liền lấy ra đao mang. Trương Lệ sắc mặt mất tự nhiên, bận biểu giải thích. Đó là bọn họ mời ta mới ăn, bất quá làm sao ngươi biết. Trong khe răng của ngươi có thịt, ta vừa thấy liền nhận ra. Cái này mẹ nó quả thực quá xấu hổ. Hai cái người quay phim đều đồng loạt cho Trương Lị miệng một cái đặc tả. Co Trương Lệ yêu diễm hắc nữ tô tình căn bản không để ý tới cái này thủ hạ bại tướng, mang theo hàng sâm tìm Tần Ngư. Lúc ấy Trần Dịch Phong còn rất đề phòng, cho rằng lại là hai cái đến làm tiền. Bất quá. Tô tình đi thẳng vào vấn đề. Ta mượn lửa, dùng một nửa bột mì đổi. Có thể làm như vậy. PD bên kia phản ứng, có thể, bởi vì bây giờ còn chưa chính thức định tổ, cũng không có bắt đầu chân chính tranh tài. Ý gì? Bốn người lập tức phát giác được trong lời này phong phú hàm nghĩa. Không có chính thức định tổ. Nói cách khác đội ngũ còn chưa cố định, còn có thể thay người. Nói trắng ra là, Trần Dịch Phong là không quá ưa thích Tần Ngư, tưởng rằng bên cạnh hóa trợ thủ mềm bánh bao, nhưng tiếp xúc sau mới biết được cái thằng này nông thôn trên núi kỹ năng ghét thật nhiều, rất biết đoạt ống kính. cái này không ổn a, à. không cách nào xông ra hắn trác tuyệt năng lực, lại như thế nào có thể để cho hắn hồng, sau đó được cả danh và lợi đâu? thế là Trần Dịch Phong rất nhanh cảm thấy vứt bỏ Tần Ngư cơ hội tới. mỗi người đều miên man bất định, đều có mục đích, nhưng nói đến bột mì cùng lửa, Tần Ngư bọn hắn tất nhiên đồng ý. Bất quá có nồi người mới là thật hạnh phúc à, mặc kệ cái gì đều có thể hầm một hầm, con cua cũng có thể hầm. Nhưng cũng ghen tị không đến, trương lỵ tô tình tổ này cơ bản phối trí so tần ngư bọn hắn tốt quá nhiều. Bất quá so với tần ngư cái này một đội vững vàng nhưng lẫn nhau sinh chán ghét đêm thứ nhất cùng trương lỵ kia tổ lục đục với nhau khó khăn trắc trở mọc thành bụi, ngô hàng bọn hắn tổ này liền tương đương hòa hài. Giả thắng là phụng lấy hai cái đại minh tinh mà Tề Chi Uyển cùng Ngô Hàng cũng đều rất hòa khí, lại là hai nam nhân một nữ nhân, còn có diêm loại này thuận tiện công cụ, quả thực một phái hài hòa. Bất quá! Cái này rừng cây bên cạnh đồ ăn không phải rất nhiều, chỉ những thứ này quýt, trừ phi đi vào bên trong, nhưng hôm nay không có thời gian. Mặt trời đã muốn xuống núi. Đối với Ngô Hàng tới nói, 50 vạn với hắn cũng không có lực hấp dẫn, chỉ là một lần game show mà thôi, nhưng làm một nam nhân, hắn cũng không quá nguyện ý tại loại này tiết mục trong yếu thế. Thế là nghiêm túc phía dưới, thật cũng không ra cái gì nhiễu loạn lớn, hẳn là còn có thể ứng phó. Ngày đầu tiên, ba cái đội ngũ từng người đối mặt gian nan khắc phục, cuối cùng đợi đến ban đêm, ngủ đi. Mấy giờ rồi? Nằm trên lá cây ngửi được nồng đậm lá cây hương vị tần ngư hỏi mèo con, hướng trên đỉnh đầu cũng không nhìn thấy sao trời, bởi vì bị che đậy chỉ là gió biển có chút lạnh, nàng dùng áo mưa che lại thân thể, miễn cưỡng cản một điểm gió. Nhưng ngủ không được. Đừng muốn lợi dụng ta gian lận. Mèo căn bản không cho nàng một điểm đi cửa sau cơ hội, mười phần chính trực dường như. Tần ngư mắt trợn trắng, ta chính là muốn biết nhà ta bên kia thế nào, cha mẹ ta có tìm đến sao. Có, mụ mụ tìm một lần, đưa một bát canh gà. Sau đó thì sao? Ta biến thành hình dạng của ngươi, thịt gà ta ăn, canh gà ta uống, ngươi còn muốn thế nào? Nó một bộ lão tử ủy khúc cầu toàn thay ngươi đảm đương ngạo kiều bộ dáng. Tần Ngư, ngươi có thể thực thể xuất hiện ở trước mặt ta sao? Mèo con, đại khái không thể muốn gặp ta. Tần Ngư, Từng, muốn cho ngươi một bàn tay. Dừng a, à, mèo con mỉm cười. Ta liền thích ngươi rất chán ghét ta lại đánh không đến ta bộ dáng. Ai, Tần Ngư bị cái thằng này tiện bộ dáng tức điên lên, nhắm mắt lại đi ngủ, cũng là thú vị, cùng nó đấu võ mồm sau không bao lâu liền ngủ mất. Nhưng tiếp một tổ đem bọn hắn đánh thức. Bởi vì có nhiệm vụ. Bệnh tâm thần a, Tần Ngư sắc mặt rất kém cỏi, hận không thể đem cái này PD cấp xé. PD cấp ra nhiệm vụ lần này tiếp một lần thứ nhất tiểu tổ nhiệm vụ tại đêm nay phát, các ngươi tổ này nội dung nhiệm vụ là tìm tới ba loại hoa quả. Trần Dịch Phong nghe xong sắc mặt liền đen, nhìn không được nói. Lúc chiều ta vào xem qua, trong rừng mặc dù cây cối nhiều, nhưng cây ăn quả rất ít, huống chi hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, đừng nói hái không hái được đến, chính là nhìn thấy đều rất khó. TD rất lạnh lùng. Cho nên đây mới là nhiệm vụ, dễ dàng như vậy cũng không phải là nhiệm vụ, bất quá cũng không cần các ngươi hái, dù sao ban đêm có chút nguy hiểm, chỉ muốn các ngươi tìm tới là được, hoàn thành ban thưởng là hai cây chuối tiêu, các ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, tiếp tục ngủ, cũng có thể lựa chọn tiếp nhận. Có thế từ bỏ. Tần ngư là siêu nghĩ từ bỏ, đi hắn đại gia 50 vạn. Ta cảm thấy, hiện tại đã không còn sớm, đêm nay ngủ không ngon, ngày mai nhưng trần dịch phong khẽ cắn môi tiếp nhận chúng ta tiếp nhận đại gia ngươi tần ngư cảm thấy cần thiết phải đem cái này họ trần đổi đi đạo bất đồng bất tương vi mưu a à. bất quá đã đáp ứng quên đi xem chừng cái khác tổ cũng phải đứng lên làm nhiệm vụ không chừng có thể gặp được kỳ thật cũng không khó trái đu đủ địa phương ta biết mặt trên còn có mấy cái vậy liền còn cần hai loại Trần Dịch Phong mang theo Tần Ngư sờ soạn vào rừng cây, đằng sau có người quay phim, ánh đèn cũng không sợ, nhưng đi 20 phút cũng không phát hiện cái gì hoa quả, mà lại càng đi bên trong, Tần Ngư luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, cắt sát. Giống như dẫm lên cái gì. Nhưng không phải nàng, là Trần Dịch Phong, nhấc chân lên xem xét, Trần Dịch Phong dọa đến sắc mặt đại biến, hướng bên cạnh nhảy ra, lại kêu một chút. Thế nào? cùng tổ người quay phim cùng tần ngư giật nảy mình. Nhìn kỹ, thì ra trên mặt đất có một đống xương cốt, xem ra giống như là cái gì tiểu động vật hài cốt. Xếp một đống. Ánh đèn chiếu rọi xuống, trắng héo. Rừng cây A, à, cái gì cũng có, mấy người lập tức bật cười, đây là đại kinh tiểu quái. Tiếp tục tiến lên sau, tần ngư nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua kia đống hài cốt, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, giống như bên cạnh còn có cái gì đen xì đồ vật. Nhưng nàng đang trầm tư thời điểm, kinh hỉ đến rồi. Nàng nhìn thấy một màu vàng nhỏ. Chờ một chút. Cái này tựa như là kim quất. Kim quất cây thấp bé, giấu tại cái khác trong bụi cỏ. Nếu như không là vừa vặn tần ngư lại quay đầu nhìn, thật đúng là không có lưu ý đến. Bất quá. Đây cũng là hoa quả A. À. Trước hái mấy cái ăn một chút. Như thế thấp cốt hái, không hái đáng tiếc tần ngư cùng trần dịch phong hai người nhanh chóng hái phía trên màu da hiện vàng kim quốc sau đó chọn lấy trái rất vàng bỏ vào trong miệng chua chua đỉnh đầu đều muốn chua lật tần ngư biểu lộ vo thành một nắm chờ khôi phục mới thở ra ta hiện tại tuyệt không buồn ngủ tinh thần bỗng bỗng đát bất quá tinh thần một tốt tiếp tục hướng bên trong đi thời điểm tần ngư ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm chợt thấy đến Vừa mới có phải là có bóng người nào hiện lên. Nàng bỗng nhiên đến một câu như vậy, những người còn lại đều kinh ngạc, nhìn một chút, không ai a. À. Ngươi mệt trả rời đi, nào có người. A, à, là có người. Trần Dịch Phong nói có người, kia là thật sự có người, hắn nhìn thấy bên trái có ánh đèn, đúng là Ngô Hàng ba người. Hai cái tổ quan gia ngõ hẹp gặp nhau, khai báo xuống từng người nhiệm vụ, nghe xong, Tần Ngư liền ha ha bọn hắn bên này là tìm ba loại hoa quả người ta đâu một loại mà lại đã làm xong chuẩn bị đi trở về đi ngủ ghen tị a tề chi uyển xem bọn hắn tự hồ rất vất vả dáng vẻ nói ta nhìn cũng rất muộn các ngươi tìm được cái gì hoa quả a còn thiếu một loại nhìn xem chúng ta tìm tới có phải hay không các ngươi cần đến a à, người này cũng thật không tồi có qua có lại còn khai báo chính mình tìm tới hoa quả địa điểm. Kim quốc cùng trái đu đủ. Chúng ta tìm tới chính là quả quyết, vừa vặn. Tất cả đều vui vẻ. Tần ngư hai người nói lời cảm tạ, tề chi uyển vội nói không cần, ngược lại là ngô hàng toàn bộ hành trình lạnh lùng, khi giả thắng cũng một bộ ba phải dáng vẽ Tề chi uyển. Mèo con vẫn luôn nhắc tới. Không chừng là nàng. Tần ngư cũng có mấy phần hoài nghi, Chủ yếu là nữ nhân này biểu hiện quá tốt rồi. Phân biệt về sau, Tần Ngư hai người rất mau tìm đến Quyết, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Về đi ngủ đã là rất muộn, Tần Ngư nằm xuống sau trong đầu bất tri bất giác nhớ tới kia bạch cốt âm U bên cạnh một đống đen xì đồ vật. Cho tàn. Lửa đốt qua A, nếu như là giả thú săn bắt ăn về sau, tại sao có thể có lửa đốt vết tích? Là người. Bất quá cái này đảo bọn hắn tiếp mục tổ đến những người còn lại tới qua cũng không kỳ quái, dù sao những năm này giả ngoại sinh tồn 10 phần thịnh hành. Tần Ngư lập tức xua tán đi suy nghĩ linh tinh, chân chính ngủ thiếp đi. Khổng lồ rừng cây chỗ sâu lại không một chút sáng ngời, chỉ có gió thổi qua lọn tóc, cùng một ít động vật tìm hành lướt qua phát ra thanh âm. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.